Cô chính là Morie Vương Nhược Vi, là con gái duy nhất của ông trùm xã hội đen khét tiếng một thời và công chúa Andre của dòng tộc Morie lâu đời tại Anh. Năm nay, Nhược Vi đã bước vào tuổi 17, cái tuổi mà người ta vẫn còn hồn nhiên cắp sách đến trường. Còn cô cũng cắp sách đến trường nhưng không hề hồn nhiên như thế. 5 tuổi, cô đã bắt đầu tập võ, từ karate, judo đến boxing, đánh kiếm cô đều học qua. 10 tuổi, Nhược Vi đã được tiếp xúc với súng đạn. Lên 12, cô là một tay thiện xạ cử khôi, khiến những tên được đào tạo trong tổ chức phải trợn mắt nhìn. Đến năm 15 tuổi, cô đã trở thành thiên tài kỹ thuật máy tính siêu hạng. Bất kỳ tường lửa hay mật mã nào đều không thể làm khó được cô. Lúc đầu, cha Nhược Vi muốn cô học những thứ đó chỉ vì muốn cô tự vệ được trước kẻ xấu. Dù sao, ông cũng từng là ông trùm khét tiếng nên có ít nhiều những kẻ muốn trả thù ông. Và mục tiêu của những kẻ đó nhắm tới chắc chắn là Nhược Vi. Ông cũng hạn chế không cho cô đến gần tổ chức quá nhiều và tránh xa vũ khí. Vương La Hiên cũng không muốn cướp mất tuổi thơ của con gái mình nên vẫn để cô đến trường như bao đứa trẻ khác. Chỉ là khổ nỗi, mỗi lần đi học về cô đều lao đầu đi tập súng, không thì đi tập võ ở tổ chức trong khi những đứa con gái khác sẽ đi ăn hàng, tán chuyện. Cha cô cũng hết cách. Thấy Nhược Vi thích thú như vậy, ông cũng chiều theo. Nhược Vi càng học càng tiếp thu nhanh và thực hành rất xuất sắc, vượt xa những người trong tổ chức, khiến cha cô phải vô cùng sửng sốt. Cô con gái xinh đẹp của ông tương lai chắc chắn sẽ là một sát thủ cận vệ ghê gớm. Cha nói gì? Tại sao con phải kết hôn? Nhược Vi vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía cha mình. Một người đàn ông tóc muối tiêu, khuôn mặt cương nghị vô cùng đẹp lão đang ngồi dựa vào chiếc ghế sofa đối diện cô cách một cái bàn, cả người toát lên sự tôn nghiêm. Vương La Hiền lên tiếng. Vi Nhi, ngày xưa, người cận vệ trung thành nhất và cũng là người bạn thân của ta, Trần Nam. Ông ta đã vì cứu cha mà bây giờ tàn phế cả hai chân. Sau khi rút khỏi giới hắc đạo, để trả ơn Trần Nam, cha đã hứa hôm sau này sẽ gả con cho con trai ông ấy, đó là Trần Lăng Khiên. Cậu ta lớn hơn con 6 tuổi. Trước đây, ta cũng từng đưa cậu ta vào tổ chức để đào tạo. Bây giờ đã trở thành ông trùm đứng đầu cả giới hắc đạo lẫn bạch đạo, cũng đang là tổng tài của tập đoàn lớn nhất châu Á, dù còn rất trẻ. Lăng Khiên bây giờ còn tài giỏi và quyền lực hơn cả cha ngày xưa. Vậy nên Nhược Vi à, con hãy chấp nhận hôn ước này đi. Nhược Vi thấy cha cô giải thích nhiều như vậy, nhưng cô vẫn không muốn bằng lòng. Bởi vì cô mới 17 tuổi thôi, và cô vẫn muốn được tự do, không muốn bị ràng buộc. Nhưng cha, con thực sự không muốn. Một xã hội đen như cha mà cũng giữ hôn ước hay sao? La Hiền nhớn mày nhìn cô con gái. Vi Nhi, chính vì ta là ông trùm xã hội đen khét tiếng trong giới nên mới phải giữ lời đã hứa. Nếu không, cả giới hắc đạo sẽ cười chê ta. Con bây giờ chỉ mới 17 tuổi nên chưa thể kết hôn. Nhưng ta sẽ đưa con đến biệt thự của Lăng Khiên để cả hai sống chung và tìm hiểu nhau. Cho đến khi con đủ 18 tuổi thì lúc đó sẽ cử hành hôn lễ. Ta muốn nói cho con biết sớm một chút để con còn thời gian chuẩn bị. Tối mai ta sẽ đưa con đến biệt thự của Lăng Khiên. Nhược Vi vẫn không can tâm. Cha, con không đi, con không muốn cưới ai cả. Vương La Hiền đứng bật dậy, nghiêm giọng nói. Ý ta đã quyết thì sẽ không từ bỏ, con phải nghe lời, nếu còn xem ta là cha. Rồi ông bước ra khỏi phòng. Nhược Vi cảm thấy run người trước sự nghiêm túc của cha. Chưa bao giờ cô thấy ông lại cương quyết đến vậy. Chỉ sợ lần này cô mà không đồng ý thì cha cô sẽ nổi giận lôi đình. Nhưng Nhược Vi không phục, cư nhiên lại bắt cô đến sống chung với một người đàn ông lạ mặt, không thể chấp nhận được. Dầm, dầm, những cơn sấm sét chớp nhoáng xé tạt màn đêm giữa cơn mưa. Nhược Vi giật mình tỉnh dậy. Cô vẫn luôn sợ sấm sét vào ban đêm vì nó khiến gặp ác mộng. Cô mệt mỏi ngồi dậy, bước xuống giường. Bỗng cô nghe thấy tiếng của một người đàn ông vang lên ngoài cửa phòng cô. Nhược Vi nhận ra đó là giọng của Lý Kình, là cận vệ của cha cô và là người quản lý tổ chức Đan Nai. Các người đã kiểm tra hết chưa? Chuẩn bị đưa người lên máy bay sang Hồng Kông vào lúc 1 giờ. Hồng Kông ư? Nhược Vi lẩm bẩm. Lý Kình chắc chắn là đang chuẩn bị đưa những sát thủ cận vệ đến buổi đấu giá ngầm ở Hồng Kông.
lần này đưa rất nhiều người đi. Trong đầu cô chợt nảy ra ý tưởng. Bây giờ cha cô đang cho canh gác cổng rất nghiêm ngặt, chủ ý là sợ cô không đồng ý hôn ước nên trốn mất. Thừa dịp lúc bọn người của cha cô đưa những tên sát thủ cận vệ kia ra ngoài bằng máy bay riêng, vậy cô có thể trà trộn vào đoàn người trốn qua Hồng Kông. Hay, thật là sáng kiến không tồi. Nhược Vị tự cảm thán trong đầu. Cô liền liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ là 12 giờ. Một giờ nữa máy bay sẽ cất cánh. Cô phải nhanh chóng hành động mới được. Nhược Vi chạy ngay lại tủ quần áo, lục một hồi. Cuối cùng, cô cũng tìm được một bộ đồng phục của tổ chức. Đó là bộ đồ da màu đen, ôm sát người từ cổ đến chân, khá đơn giản. Bên ngực trái có gắn huy hiệu của tổ chức hình đôi cánh màu bạc. Thường xuyên vào Dark Knight tập luyện nên cô cũng trộm được bộ đồ này. Không ngờ lại có dịp dùng đến. Mặc đồ xong xuôi, cô ra khỏi phòng, rón rén bước qua hành lang của lâu đài rồi đi xuống cầu thang. Nhược Vi xuống tầng hầm của lâu đài, đi qua các cửa bảo an một cách dễ dàng vì cô đã quá quen thuộc với mấy thứ này. Cuối cùng, cô cũng đã lọt vào trụ sở của Dark Knight ngay dưới lâu đài. Ở đây, các căn phòng to lớn được xây ngăn cách với nhau bằng kính cách âm, bao gồm phòng tập súng, phòng luyện võ, phòng máy tính, kho vũ khí, rất rất nhiều mà không thể đếm xuể. Nhược Vi bước nhẹ nhàng qua căn phòng. Cuối dãy có một cánh cửa thép rất lớn nằm ở giữa trụ sở. Đó là nơi chứa những chiếc máy bay được người trong tổ chức chế tạo. Cánh cửa này đòi hỏi dấu vân tay. Ngoài trừ cha cô và Lý Kình thì những người được chỉ định mới có thể vào đây. Nhược Vi hà hơi thở của mình vào mặt điện tử cảm ứng đang đòi dấu vân tay kia. Lập tức một dấu vân tay hiện lên màn hình cảm ứng và được chấp nhận. Đây là một mẹo nhỏ mà cô tự mày mò được. Dấu vân tay hiện lên kia là của người vừa bước vào cánh cửa này không lâu. Chỉ có thể là 15 phút đổ lại. Nếu không, Nhược Vi đã không thể dùng cách này được. Cô bước vào mà mau chóng núp vào một góc quan sát. Đây là lần thứ hai cô được vào đây. Nơi này thực sự vô cùng lớn vì nó có thể chứa đủ 15 chiếc máy bay khác nhau do người của cha cô chế tạo. Tuy cô thường xuyên vào tổ chức, nhưng trừ Lý Kình ra thì không ai biết mặt cô vì cô luôn đeo mặt nạ khi vào đây tập luyện. Cha cô bắt buộc như thế. Nhược Vi cũng không biết tại sao. Nhưng bây giờ điều đó lại rất có ích cho cô. Cô núp sau bức tường đưa mắt ra nhìn xung quanh. Có một hàng người mặc đồng phục giống cô đang đứng gần máy bay. Không cần nói cũng biết đó là những sát thủ cận vệ được đào tạo của tổ chức. Còn người mặc vest đen, đeo kính đen đang đứng trước hàng người chắc chắn là tay sai của Lý Kình, có nhiệm vụ mang người qua Hồng Kông một cách an toàn. Nhược Vi chờ họ điểm danh xong liền lẻn vào hàng người lên máy bay. Màn đêm buông xuống tại văn phòng của tổng tài tập đoàn. Một chàng trai có vóc dáng cao, sống mũi dọc dừa, mỹ quan tuấn tú, đôi mắt đen láy đang chăm chú vào tập tài liệu trên bàn. Tay anh ký nhanh vào các trang giấy của tập tài liệu. Thưa tổng tài, buổi đấu giá sẽ bắt đầu lúc 5 giờ chiều mai. Tôi sẽ sắp xếp lịch để ngài có thể đến đó tham dự. Thư ký nhận tập tài liệu từ tay Trấn Lăng Khiên. Anh cất giọng trầm trầm. Tốt. Thư ký nam cúi đầu nói. Không còn việc gì, tôi xin phép ra ngoài. Lăng Khiên gật đầu. Cánh cửa phòng từ từ khép lại. Anh ngồi dựa vào ghế, lấy tay cởi một nút áo ra cho thoáng. Lăng Khiên muốn đến buổi đấu giá ngầm để tìm một cận vệ xuất sắc để làm tay sai thân tín cho anh. Tuy đã có Ngô Diêm, nhưng anh cảm thấy vẫn cần thêm một người nữa. Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Lăng Khiên ẻ oải gác chân lên bàn bắt máy. Lăng Khiên, là cha đây. Cha muốn gọi để báo cho con biết, ngày mai Vương Tiên Sinh sẽ đưa tiểu thư Nhược Vi từ anh đến biệt thự ở Hồng Kông của con. Con hãy sắp xếp để đón tiếp họ thật chu đáo. Giọng của người đàn ông vang lên đầu dây bên kia. Lăng Khiên bỗng ngồi thẳng người dậy. Vâng, con biết rồi. Anh cúp điện thoại, xoay ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt trở nên thâm thúy. Nhược Vi, cuối cùng cũng được gặp lại em rồi. Hồng Kông, 3 giờ chiều. Chiếc máy bay phản lực bay rất nhanh. Khi nó đáp xuống bãi của một ngôi biệt thự lớn màu trắng thì đã là 3 giờ chiều. Nhược Vi ê ẩm cả người bước xuống máy bay cùng đám người. Cô đã ngồi máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ.
Đoán chắc là bây giờ cha cô đang nổi giận ở nhà, sai người truy tìm cô. Cô nhất định không được để bị bắt. Nhược Vi không muốn sống chung với tên Lăng Khiên gì đó đâu. Nhược Vi dương mắt nhìn xung quanh, có mấy tên áo đen cao to bước ra từ ngôi biệt thự màu trắng để nhận người. Tên tay sai của Lý Kình tiến lên. Đây là số sát thủ cận vệ xuất sắc nhất vừa được đưa từ Anh qua đây. Các người hãy trông chừng thật cẩn thận cho đến khi buổi đấu giá bắt đầu. Nếu như có gì sơ suất thì nên tự đào sẵn cho mình cái hố đi là vừa. Mấy tên áo đen gật đầu đã hiểu. Nói xong, anh ta liền quay trở về, lên máy bay và bay đi mất, để lại đám sát thủ cận vệ cùng với mấy tên áo đen hồi nãy. Thấy không ai chú ý, cô liền tìm cách chuẩn đi. Cô phải rời khỏi chỗ này trước khi mình bị đem vào đấu giá. Vừa xoay người định rón rén bước đi thì cô cảm nhận được có vật nhọn nào đó rất nhỏ đâm vào tay cô. Nhược Vi cảm thấy mặt mày choáng váng. Cô ngất đi khi vừa kịp nhận ra đó là một cây kim có tẩm thuốc mê. Ba chiếc xe màu đen lao nhanh trên đường. Lăng Khiên giơ tay lên nhìn đồng hồ. Bây giờ là 4:30, buổi đấu giá sẽ bắt đầu lúc 5:00. Vương La Hiền và Nhược Vi sẽ đến biệt thự vào 7:00 tối. Buổi đấu giá không lâu nên chắc chắn là kịp. Chiếc xe của Lăng Khiên cùng hai chiếc xe vệ sĩ theo sau dừng trước cổng của một căn biệt thự màu trắng rất xa hoa, tráng lệ. Bên dưới của nó là cả trụ sở của tổ chức Đạt Nai tại Hồng Kông. Ngô Diêm bước đến, cúi đầu mở cửa xe cho anh một cách cung kính. Lăng Khiên bước ra khỏi xe, hai hàng vệ sĩ lại cúi gập người đồng thanh nói. Xin mời chủ nhân. Một cảnh tượng hùng vĩ chỉ có thể xảy ra trong phim. Anh tiến vào trong ngôi biệt thự một cách chậm rãi. Tất cả những tên tai to mặt lớn của giới bạch đạo và hắc đạo ở Hồng Kông gần như đều có mặt tại đây. Vì buổi đấu giá này chỉ tổ chức mỗi năm một lần, nên tất cả họ đều tham gia nhằm mục đích kiếm cho mình một người cận vệ xuất sắc nhất. Hôm nay, Lăng Khiên chính là vị khách VIP của bữa tiệc. Vì lý do gì thì cũng không cần nói, ai cũng biết. Vừa thấy anh bước vào thì những người khách ai cũng thấy nể sợ. Ai mà chả biết uy danh của ông trùm trẻ tuổi quyền lực nắm đầu cả hai giới hắc đạo và bạch đạo chứ. Hôm nay lại được diện kiến tận mắt mới thấy được hết uy quyền của anh ta. Với vóc dáng người cao lớn, mái tóc đen và khuôn mặt hoàn hảo, mỹ quan tuấn tú, đặc biệt là đôi mắt đen láy thâm sâu bí hiểm, cả người Lăng Khiên toát lên khí chất lạnh lùng đáng sợ, áp chế đối phương. Cả căn phòng đều ngước mắt nhìn anh ta cùng hai hàng vệ sĩ theo sau. Trong gian phòng to lớn của ngôi biệt thự có một sân khấu được dựng nên ngay chính giữa và những hàng ghế được đặt bên dưới dành cho các vị khách trong buổi đấu giá. Phía trên lầu đối diện sân khấu chỉ có duy nhất chiếc ghế làm bằng gỗ quý, được bọc nệm bằng vải lụa đỏ thiết kế tinh xảo, là loại ghế chỉ dành cho những ông vua bà hoàng ở châu Âu, được đặt ngay chính giữa cùng với chiếc bàn gỗ. Chiếc ghế đó là dành cho Trần Lăng Khiên, vị khách VIP của buổi đấu giá ngày hôm nay. Người quản lý biệt thự bước đến chào hỏi cung kính. Trần tiên sinh, ngài đã tới. Chúng tôi rất lấy làm vinh hạnh khi được đón tiếp ngài. Buổi đấu giá hôm nay sẽ tập trung những sát thủ cận vệ xuất sắc nhất. Chúng tôi còn mang người được đào tạo của trụ sở chính ở bên Anh về đây. Mong ngài sẽ hài lòng. Lăng Khiên nhếch môi cười. Tốt. Vậy mời theo tôi. Người quản lý giơ cánh tay mời. Lăng Khiên tiến về phía chiếc ghế màu đỏ được đặt ở trên lầu cùng với Ngô Diêm theo sự chỉ dẫn của người quản lý. Anh ngồi nhoài người xuống chiếc ghế tinh xảo, vắt chéo chân dựa ra sau. Ngô Diêm đứng bên cạnh rót rượu cho chủ nhân. Lăng Khiêm cầm ly rượu vang đỏ lên, nhấp một ngụm thưởng thức, chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu. Này, mau dậy đi, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi. Tên mặc áo đen gắt gỏng, tiếng kêu của tên áo đen làm Nhược Vi từ từ mở mắt. Thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng nên cô cảm thấy hơi choáng. Đáng chết, chắc chắn là một trong những tên áo đen đã bắn cô bằng súng gây mê. Sao cô lại sơ sót để bị bắt lại cơ chứ? Tên áo đen lôi cô đứng vào trong hàng với mấy tên cận vệ đang đứng ở ngay cánh cửa, bên cạnh một sân khấu được che khuất bởi tấm màn đen. Đúng 5 giờ buổi đấu giá bắt đầu. Thưa quý ông và quý bà, buổi đấu giá của chúng tôi chính thức bắt đầu.
Xin giới thiệu, tên sát thủ cận vệ số 1. Âm thanh từ chiếc loa vang lên, hai bên màn đen từ từ vén lên. Sân khấu rộng lớn hiện ra được ngăn cách với bên ngoài bằng lớp kính chịu lực. Bên trên sân khấu có một màn hình rất lớn được nối với cái máy laptop nằm ngay phía dưới để ở trên cái bàn gỗ. Một tên đàn ông bị trói được treo lơ lửng đưa qua đưa lại rất nhanh phía bên phải sân khấu. Tên sát thủ cận vệ số 1 bước ra là một cô gái khá xinh đẹp, khuôn mặt lạnh băng đi ra từ phía bên trái sân khấu. Trên loa bắt đầu đọc lý lịch, ưu điểm của sát thủ. Cô gái bước đến cái máy laptop. Trên màn hình lớn bắt đầu hiện lên những chữ số chằng chịt. Cô nàng sát thủ cận vệ mất 15 phút để phá tường lửa, mã hóa và làm nhiễu sóng. Thứ này đòi hỏi trí thông minh và kỹ thuật máy tính rất cao. Sau khi thể hiện xong, cô gái cầm lên một khẩu súng màu đen được đặt sẵn trên bàn, nhắm bắn tên đàn ông đang bị trói chặt treo lơ lửng kia. Cả người anh ta bị đưa qua trái phải liên tục không ngừng, khiến cho rất nhiều người khó nhắm mắt. Ở nhiệm vụ này đòi hỏi sự nhanh nhạy và tài thiện xạ của tên sát thủ cận vệ, càng bắn trúng chỗ hiểm thì càng xuất sắc. Cô gái nhắm mắt bắn, một viên đạn bay qua xuyên thẳng vào tim anh ta. Tiếp theo đó, một đám người đàn ông to cao khoảng 25 tên ùa ra sân khấu. Cô nàng liền giơ cước thể hiện võ nghệ của mình. Sau 15 phút đánh nhu, mấy tên đó đã nằm lăn xuống sàn. Một người đàn ông mặc vest tiến lên bục đặt bên cạnh sân khấu, bắt đầu đưa giá khởi điểm. Những vị khách phía dưới giơ bảng giá lên đấu giá và cuối cùng là được bán cho một người đàn ông chuyên buôn bán vũ khí có tiếng ở đất Hồng Kông. Tiếp tục, những tên sát thủ kia đi ra thể hiện bản lĩnh, từng tên một. Nhược Vi là người cuối cùng. Lăng Khiên trên đầu từ nãy đã quan sát nhưng vẫn chưa được hài lòng lắm với những tên sát thủ cận vệ vừa ra. Tới lượt Nhược Vi, cô bị tên áo đen đẩy mạnh ra sân khấu, khiến cô mém chúi đầu té. Cô đưa mắt nhìn xuống phía dưới, ai cũng chăm chú nhìn cô. Lăng Khiên bỗng hơi giật mình khi nhìn thấy cô nàng sát thủ vừa được đưa ra. Một cô gái có khuôn mặt diễm lệ, đường nét thanh tú, đôi mắt nâu to tròn, nước da trắng sứ. Thật là một mỹ nhân động lòng người, khiến cho những tên đàn ông phía dưới ồ lên một tiếng đầy kinh người. Anh cảm thấy cô gái kia có gì đó rất quen thuộc. Bất giác, tim anh rung lên, mà lần cuối nó rung lên như thế là 11 năm về trước. Nhược Vi bước ra chính giữa sân khấu, cô tự dằn lòng. Đã tự đưa đầu vào hang cọp rồi thì không thể chui ra. Cô ngồi xuống cái laptop khi nãy, một dãy các chữ số chằng chịt lại hiện ra. Đối với thiên tài máy tính như Nhược Vi thì chuyện này quá dễ dàng. Cô lướt nhanh những ngón tay trên bàn phím, tốc độ cực cao. Sau 3 phút, Nhược Vi đã phá được tường lửa, mã hóa và làm nhiễu sóng một cách hoàn hảo, trong khi những sát thủ cận vệ kia phải mất tới 15 phút. Cô bước tới, cầm cây súng lên. Muốn bắn được chỗ chí mạng trên người đàn ông kia không quá khó. Nhưng là từ trước đến giờ, cô chỉ tập luyện bằng bảng người giả thôi. Cũng lắm là những con heo treo lơ lửng đưa qua đưa lại, chứ không phải là người thật như vậy. Tuy cô đã từng thấy cảnh giết người rất nhiều ở tổ chức, nhưng cô cũng không muốn tự tay giết người. Nhược Vi cầm súng hơi run một chút. Bây giờ nếu cô không bắn thì sẽ không đấu giá nữa. Nếu không đấu giá nữa thì sẽ bị bắt trở về anh. Mà trở về đó thì cha cô sẽ lột xác cô ra vì tội trốn đi mất. Nhược Vi đành nhắm mắt mà bắn thôi. Trúng được chỗ nào thì trúng. Cô bắt đầu bóp cò. Viên đạn bay thẳng vào người đàn ông, trúng ngay chỗ rất hiểm của nó. Nhược Vi mở mắt ra, há hốc mồm. Cô muốn nhắm tới chỗ chí mạng thôi mà, ai ngờ lại trúng vào chỗ vô cùng hiểm của tên đó chứ. Phía dưới sân khấu im bặt trợn mắt nhìn cô. Ngay cả mắt của người chủ trì buổi đấu giá cũng như muốn rớt ra ngoài. Lăng Khiên ngồi trên lầu bật cười một tiếng. Sát thủ này thật thú vị. Những vị khách vô cùng ngạc nhiên trước nữ sát thủ cận vệ kia. Chỉ mới nhắm mắt thôi mà đã bắn được chỗ hiểm của người đàn ông này rồi. Lăng Khiên vẫn đang cười. Anh cảm thấy cô gái đó thật là thú vị, nhưng cũng rất tài giỏi. Nhược Vi vẫn đang ngạc nhiên trước nhát bắn của mình, thì 30 người đàn ông từ đâu thả dây nhảy xuống, lao vào phía cô hung hăng đánh. Nhược Vi nhanh nhẹn tránh né. Cô tung cước đánh nhẹ nhàng,
Dùng Nhu thắng cương với mấy tên to con đó. Chỉ 10 phút sau, những tên đó đã lâm sàng. Nhược Vi đứng dậy phủi tay, không tốn một giọt mồ hôi. Các ông trùm ngồi phía dưới rất hài lòng. Có thể nói đây là sát thủ cận vệ giỏi nhất từ đầu đến giờ. Người chủ trì bắt đầu nêu giá khởi điểm. Mọi người ai cũng thi nhau ra giá. Họ muốn dành cho được nữ sát thủ xinh đẹp tài năng kia. Nhược Vi đứng trên sân khấu khẽ thở dài lắc đầu. Sao mà cô cảm thấy mình giống miếng thịt bán ở ngoài chợ thế không biết. Còn mấy người kia thì đang trả giá mua cô. Chỉ có điều không trả xuống mà là trả lên thôi. Mấy người đó không mặt mũi đáng sợ thì cũng là già cả nhăn nheo. Nhược Vi không muốn làm cận vệ của mấy người đó chút nào. Khi được bán rồi, cô nhất định phải tìm cơ hội trốn thoát mới được. Nhưng mà bây giờ trong người cô không mang tiền bạc giấy tờ gì cả. Nếu trốn ra ngoài, giữa một nơi xa lạ như Hồng Kông, cô làm sao mà sống? Nhược Vi đưa ngón tay gãi cằm. Khuôn mặt đầy cảm thán của cô đã đập vào mắt Lăng Khiên. Anh nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi cô. Anh ta lại bật cười rồi nhấp một ngụm rượu, tay cầm lấy tấm bảng đỏ. Nhược Vi đang mải suy nghĩ thì một giọng nói trầm trầm vang lên. 500 triệu USD. Tất cả những vị khách bên dưới đều trợn mắt lên nhìn ông trùm trẻ tuổi. Nhược Vi cũng dương mắt lên nhìn người con trai đang đứng trên lầu. Anh ta thật sự rất đẹp trai, nhưng mà cả người toát lên khí thế lạnh lùng, đôi mắt đen sâu thẳm. Những người như thế lại vô cùng nguy hiểm. Nhìn thoáng qua cũng biết anh ta là vị khách đặc biệt nhất trong đây. Gia thế chắc chắn không bình thường. Nhược Vi biết được vì thấy anh ta được đặt cách ngồi trên lầu riêng biệt cùng một tên tay sai đứng bên cạnh. Anh ta đang đưa ra một cái giá vô cùng lớn. Vậy khả năng cô bị bán cho anh ta xác suất là 101% rồi. Người chủ trì không cần hỏi gì thêm nữa, vì ông biết chẳng ai dám đưa ra giá cao hơn nữa. Bán! Ông ta đập búa xuống hô to. Những người tai to mặt lớn tiếc hùi hụi, nhưng họ cũng chẳng thể làm gì. Nhược Vi cảm thấy lo lắng khi tên con trai kia nhìn mình chằm chằm rồi nhếch miệng cười. Cô thấy sống lưng mình ớn lạnh làm sao. Một chiếc xe lướt nhanh trên đường như một con báo đen. Lăng Khiên chính là người cầm tay lái. Anh muốn đi nhanh tới biệt thự ở ngoại ô của mình để đón Vương La Hiên và Nhược Vi. Bây giờ là 6:45, chắc máy bay sắp tới nơi rồi. Anh vẫn luôn là người canh thời gian khá chuẩn xác. Anh muốn gặp lại cô gái đó, muốn được nhìn thấy khuôn mặt cô. Lăng Khiên đưa điện thoại lên bấm nút gọi. Ngô Diêm, anh hãy đưa cận vệ mới về ngôi biệt thự Black trong thành phố trước. Hãy chỉ bảo cô ta vài điều cần biết. Ngày mai ta sẽ đến phân phó sau. Bây giờ ta phải đến biệt thự Y. Giọng nói của Ngô Diêm vang lên đầy cung kính đầu dây bên kia. Vâng, thưa chủ nhân, tôi đã rõ, ngài cứ yên tâm. Lăng Khiên cúp máy, tiếp tục tập trung lái xe. Chiếc xe lao đi mất hút vào màn sương. Vương tiên sinh, ngài nói gì? Nhược Vi đã mất tích rồi sao? Trần Lăng Khiên đứng dậy chống tay lên bàn, cất giọng lo lắng. Khi máy bay vừa đáp xuống nơi này, chỉ có Vương La Hiên bước xuống máy bay đã khiến Lăng Khiên cảm thấy khó hiểu. Bây giờ anh lại được nghe Nhược Vi mất tích, lòng không khỏi sốt ruột. Vương La Hiên nghiêm giọng. Lăng Khiên, con hãy bình tĩnh. Nhược Vi nó vì không muốn chấp nhận hôn ước này nên mới bỏ trốn. Nhưng con không cần lo lắng. Ta đã biết được hiện tại nó đang ở Hồng Kông này. Lăng Khiên ngạc nhiên nhướng mày bỏ trốn. Đang ở Hồng Kông? Chẳng lẽ cô không muốn cưới anh đến mức phải bỏ trốn sao? La Hiên khóe miệng nhếch lên. Nhược Vi rất thông minh. Thừa dịp ta đưa những tên sát thủ được đào tạo đến buổi đấu giá ở Hồng Kông, nó đã lẻn vào đám sát thủ lên máy bay trốn sang đây. Nhưng nó lại không hề hay biết còn ở đất Hồng Kông này. Mặt Lăng Khiên đanh lại. Sát thủ, đấu giá, chẳng lẽ chính là cô ấy? Cô sau khi được bán đi cho tên bí hiểm kia, vệ sĩ của hắn ta đã đưa cô đến một biệt thự tên Black. Đúng như cái tên của nó, vừa bước vào, Nhược Vi đã cảm thấy hơi nổi da gà vì toàn bộ kiến trúc ngôi biệt thự đều theo màu sắc chủ đạo toàn là đen. Cộng thêm những đầu lợn rừng, sư tử treo trên tường, ngay cả tấm trải sàn làm bằng bộ da của con báo, còn có một cây đao lớn găm ở giữa bàn để làm kiểng. Oh my god, cô đang ở nơi quái quỷ gì thế này? Tên chủ nhân của căn nhà này rất thích chém giết động vật thì phải. Làm cận vệ cho một người nguy hiểm thế này thì chỉ có nước đau tim mà chết.
Nếu không phải vì không biết đi đâu khi trốn ra ngoài nên cô mới đành ở lại làm cận vệ. Nhược Vi được đưa đến một căn phòng khá rộng, được thiết kế tinh tế và tất nhiên màu chủ đạo cũng là đen, cũng không nhỏ hơn phòng cô là bao. Đang ngắm nhìn xung quanh căn phòng thì một người đàn ông khoảng 28-29 tuổi mặc vest gõ cửa bước vào. Anh ta đứng trước mặt cô tự giới thiệu: "Tôi là Ngô Diêm, là tay sai thân tín của chủ nhân. Bắt đầu từ hôm nay, cô là cận vệ của chủ nhân và đây sẽ là phòng cô. Tôi có thể gọi cô là gì đây?" Nhược Vi giật mình một chút. Bây giờ cô không thể nói tên mình ra để tránh gặp chuyện phiền phức. "Apple." Nhưng mà sao người đàn ông này như cục nước đá vậy, mặt chẳng có tí cảm xúc nào cả. "Được rồi, Apple, cô nghe cho kỹ những điều mà tôi sắp nói đây. Đây là những điều mà cô phải biết khi trở thành người của chủ nhân." Ưng Diêm dừng một chút, liếc mắt nhìn như muốn xem cô có vành tai lên nghe không, rồi tiếp tục nói: "Thứ nhất, luôn nhìn, luôn nghe, luôn biết, nhưng không được quan tâm." "Gì chứ? Sao phải luôn nhìn, luôn nghe, luôn biết mà không cho quan tâm? Luật gì kỳ vậy?" Nhược Vi bất bình. Anh ta trừng mắt nhìn cô: "Không được ngắt lời tôi. Đây là điều số 2. Không được ngắt lời khi chủ nhân đang nói." Cô lại cảm thấy có chỗ không đúng. Chỉ kêu không ngắt lời chủ nhân chứ đâu bảo không được ngắt lời anh. Ngô Diêm lại hung hăng nhìn cô: "Câm miệng." Nhược Vi đành ngậm miệng nghe anh ta giảng lược. "Thứ 3, xử lý việc gì cũng phải hoàn hảo, gọn gàng, sạch sẽ và nhanh chóng. Thứ 4, không được chạm người vào chủ nhân khi chủ nhân chưa cho phép. Chủ nhân ghét nhất là bị người khác chạm vào, đặc biệt là phụ nữ. Điều thứ 3, không phải nói đến giết người đấy chứ. Tên chủ nhân này rốt cuộc là mafia hay xã hội đen đây? Còn nữa, cái gì mà không cho chạm vào người, đúng là biến thái quá xá thể." "Tôi có điều muốn hỏi." Nhược Vi chưa kịp nói đã bị anh ta cắt ngang. "Cô không có quyền hỏi, chỉ có nhiệm vụ thực hiện. Và đây cũng chính là điều thứ 5. Chủ nhân đã mua cô thì cô phải phục vụ tốt cho chủ nhân, làm tốt những gì được phân phó. Cô đã nghe rõ chưa?" Cô đành ngoan ngoãn gật đầu. Khi Ngô Diệm mở cửa chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì Nhược Vi lại mở miệng hỏi như sực nhớ ra điều gì đó: "Nhưng tôi cũng phải biết chủ nhân của tôi là ai chứ?" Anh ta quay mặt lại nhìn vào cô. Nhược Vi cảm thấy như có tia băng bắn ra từ đôi mắt đó. "Người cô sẽ phục vụ là Trần Tiên Sinh, tên là Lăng Khiên, là tổng tài của tập đoàn và cũng là ông trùm đứng đầu giới hắc đạo và bạch đạo." Nói xong, Ngô Diêm ra ngoài đóng sầm cửa lại. Bên trong phòng, mặt của Nhược Vi đanh lại. Cô nghe thấy cái tên Lăng Khiên như sét đánh ngang tai. Không thể nào, tại sao lại là anh ta? Trần Lăng Khiên chính là tên đứng đầu mua cô ở buổi đấu giá. Ôi trời ơi, chuyện gì vậy? Cô đã trốn sang đây mà vẫn phải gặp phải anh ta là sao? Đầu cô bây giờ là một đống mạng nhện, rối tung rối mù. Phải trốn thôi. Ở lại đây thêm nữa, chắc chắn là sẽ có chuyện xảy ra. Nhược Vi bước đến mở cửa phòng ra thì có hai tên vệ sĩ đứng ở hai bên cửa. Cô vừa định bước ra ngoài thì đã bị một tên đưa tay ngăn lại. Thưa, cô không thể đi. Nhược Vi vặn vẹo. Ta là cận vệ của chủ nhân, là cấp trên của các ngươi, ta có thể ra ngoài. Yêu cầu các ngươi tránh ra. Tên vệ sĩ kia nghiêm mặt, tay vẫn đưa lên chặn cô lại. Thưa, Ngô tiên sinh đã giao phó không để cô rời khỏi phòng cho tới sáng mai khi chủ nhân đến. Nhược Vi thấy không thể dùng lời nói được nữa, đành phải dùng vũ lực thôi. Cô tung cước đá lên, đá vào tên vệ sĩ. Tên vệ sĩ kia thấy vậy cũng bay đến giữ cô. Hai tên ra sức bắt cô lại. Nhược Vi rất nhanh né tránh, tung hai đòn chí mạng vào cổ hai tên. Mấy tên vệ sĩ đó liền ngất lịm. Nhược Vi rón rén từng bước đi qua những dãy phòng của ngôi biệt thự. Căn nhà này rất lớn mà vệ sĩ cũng có mặt khắp nơi. Nãy giờ cô đã đánh nhau 3 lần với mấy tên vệ sĩ đó rồi. Cuối cùng cũng xuống được phòng khách. Gian phòng hiện giờ rất tối vì không được bật đèn, cộng thêm màu sắc của ngôi nhà làm Nhược Vi không thấy được gì. May mắn là cô còn thấy được chút ánh sáng từ cửa chính. Nhược Vi quan sát một chút, an tâm là không có tên vệ sĩ nào canh gác. Cô từng bước hướng ra phía cửa. Ra tới cửa chính, cô dừng chân lại, tiếp tục nhìn xung quanh. An toàn rồi,
mình phải nhanh chóng đi thôi. Nghĩ rồi, cô tính bước đi thì một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên. Nhược Vi, con tính đi đâu vậy? Cha, là cha cô, sao ông ấy biết mà đến được đây? Nhược Vi từ từ xoay người lại, bây giờ cả gian phòng đều đã sáng đèn. Cha, cô hơi run rẩy nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa rất uy quyền. Bên cạnh là tên Lăng Khiên đang nhếch môi nhìn cô. Vương La Hiền nghiêm giọng. Con còn xem ta là cha sao? Nhược Vi sợ sệt bước lại gần. Cha, không phải vậy đâu. La Hiền nhướng mày. Không phải, không phải mà con dám bỏ trốn khỏi nhà, qua tới Hồng Kông này hay sao? Cô ngập ngừng giải thích. Cha, con chỉ là bất đắc dĩ, con không muốn một hôn nhân ép buộc. Vương La Hiền đặt mạnh cái tách trà xuống bàn. Im miệng, ta không muốn nghe con giải thích thêm. Thấy cha tức giận, Nhược Vi mặt trắng bệch. Lần này cô biết chắc, thực sự là chết chắc. Cha, tại sao cha lại vô lý như vậy? Con thực sự không muốn sống chung với người xa lạ. Cha cô đứng bật dậy, đưa tay chỉ vào cô. Con còn dám nói? Ta sẽ không nói nhiều với con nữa. Đây là Trần Lăng Khiên, chắc con cũng đã gặp, là chồng tương lai của con. Bắt đầu từ hôm nay, con sẽ đến sống với cậu ấy tại biệt thự. Vừa nói, ông vừa đưa tay về phía Lăng Khiên. Anh ta vẫn nhếch miệng cười từ nãy đến giờ. Nhược Vi thực sự muốn đấm vào cái mặt đều đó của anh ta. Cô muốn phản bác. Nhưng mà cha... Con... Chưa kịp nói hết thì cha cô đã chặn họng. Con không được cãi. Còn nữa, ta đã xin cho con vào trường Clow, là trường học tốt, có danh tiếng ở đây. Con sẽ đi học bắt đầu từ ngày mai. Ta không muốn con bỏ học giữa chừng. Nói xong, Vương La Hiên nhìn sang Lăng Khiên. Lăng Khiên, ta giao con bé cho con. Nó rất cứng đầu cũng rất nghịch ngợm, nên con cứ thẳng tay chị nó. Lăng Khiên đứng dậy cười cười. Vương tiên sinh, ngài cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Anh ta liếc mắt qua Nhược Vi đang đứng bên kia rồi tiếp tục cười. Đúng là muốn chọc tức chết cô mà. Sau đó thì cha cô rời khỏi cùng đám vệ sĩ. Trước khi đi còn không quên bắn cho cô một ánh mắt đầy cảnh cáo rằng nếu cô còn có ý định bỏ trốn lần nữa thì cô sẽ bị lột xác. Nhược Vi bị bỏ lại giữa phòng khách với tên đáng ghét kia. Thấy khuôn mặt đầy hận ý của cô đang nhìn vào anh, Lăng Khiên bỗng bật cười một tiếng. Em không cần nhìn tôi bằng ánh mắt giết người vậy đâu. Nhược Vi vẫn im lặng trừng mắt nhìn anh ta. Lăng Khiên bước lại gần cô, giọng trầm ấm. Chúng ta vẫn chưa chính thức gặp nhau. Tôi là Trần Lăng Khiên, là vị hôn phu của em. Nhược Vi không thèm quan tâm lời anh ta, cô bước đi qua mặt Lăng Khiên. Nhưng lại bị anh giữ lấy khuỷu tay, khiến cô phải dừng chân. Anh ta lên tiếng. Có thể bây giờ em chưa đồng ý, nhưng mà... Lăng Khiên xoay người cô lại, nhìn cô bằng ánh mắt nhu tình. Tôi sẽ dần dần khiến em thuộc về tôi. Nhược Vi quăng cho anh ta một cái liếc mắt, nhếch khóe môi lên cười. Anh đừng có mơ, tôi sẽ không bao giờ đồng ý lấy anh. Không bao giờ, anh nghe rõ chưa? Cô gằn ra từng chữ. Nhược Vi giật tay ra khỏi tay Lăng Khiên, đi thẳng lên lầu. Đôi mắt của Lăng Khiên trở nên sâu thẳm hơn, nhìn theo bóng dáng Nhược Vi. Được, chúng ta cứ chờ thử xem. Cốc, cốc. Tiếng gõ cửa làm Nhược Vi thức giấc. Cô nằm úp người xuống, lấy gối bịt tai lại, khó chịu lên giọng. Ai đó? Tôi muốn ngủ, đừng làm phiền tôi. Cánh cửa mở ra, vị quản gia bước vào cùng cô người hầu. Tiểu thư, chủ nhân căn dặn đánh thức cô dậy sớm và giúp cô chuẩn bị đến trường. Chúng tôi đem đồng phục, cặp và giày mới tới cho cô. Cô ngáp dài một cái, làm biếng nói năng. Tôi vẫn còn rất buồn ngủ, nói với anh ta ngày mai tôi sẽ đến trường. Thưa tiểu thư, không thể được đâu ạ. Hôm nay là ngày đầu tiểu thư nhập học, phải dậy sớm để chuẩn bị. Nếu chúng tôi không hoàn thành việc được giao thì chủ nhân sẽ trách phạt chúng tôi. Xin người mau chóng thức dậy. Quản gia cung kính. Nhược Vi đành uể oải nhoài người dậy. Ta biết rồi, ta dậy đây, thật là phiền phức. Người quản gia đưa tay về phía cô hầu gái bên cạnh. Thưa tiểu thư,
Người hầu này sẽ giúp tiểu thư thay đồ. Bữa sáng đã sẵn sàng, chủ nhân đang đợi người ở dưới để cùng dùng bữa sáng. Ta biết rồi, ngươi ra ngoài đi, kể cả cô gái kia nữa, ta muốn tự mình thay đồ. Cô chỉ tay về cô hầu gái, vị quản gia thấy vậy ngập ngừng. Nhưng mà chủ nhân đã dặn... Ta có thể tự làm được, không phải là con nít 3 tuổi, các người lui đi. Cô xua tay, vị quản gia đành phải cúi chào rồi ra ngoài cùng cô hầu. Nhược Vi nằm phịch xuống giường chán nản ôm gối. Từ ngày hôm nay, mình phải sống chung với cái tên nguy hiểm đó, đúng là bực chết đi mà. Nhược Vi mặc đồng phục, mang ba lô xuống lầu, nhưng cô không vào phòng ăn mà đi thẳng ra cửa chính. Cô không muốn ngồi ăn sáng với tên lăng khiên đó. Chỉ cần thấy nụ cười nửa miệng của anh ta thôi, cô không ớn lạnh sống lưng thì cũng tức chết. Thì đột nhiên một tên vệ sĩ chặn cô lại ở cửa. Thưa tiểu thư, người chưa ăn sáng. Cô hậm hực gắt gỏng. Không liên quan đến ngươi, ta muốn đi học. Các người tránh ra. Tiếng nói của Lăng Khiên vang lên ngay phía sau. Em còn chưa ăn sáng thì chưa thể đi học. Nhược Vy quay lưng lại, nhớn mày hỏi. Anh có tư cách gì mà quản tôi? Lăng Khiên khoanh tay trước ngực. Tư cách là vị hôn phu của em. Cô bật cười một tiếng. Cái gì? Hôn phu sao? Anh đừng quên tôi đã nói là sẽ không bao giờ đồng ý lấy anh. Đừng có lấy tư cách đó mà quản tôi. Anh lại nhếch khóe môi lên. Tùy em vậy, cái này là em tự muốn. Nói xong, Lăng Khiên dùng hai tay bế cả người cô lên một cách nhẹ nhàng. Đối với một người cao lớn như anh ta thì việc này quá dễ dàng như bế một con búp bê. Nhược Vi vùng vẫy, mắng vào mặt anh ta. Anh làm cái gì vậy? Thả tôi xuống. Lập tức cô bắt gặp một đôi mắt lạnh như băng. Ánh mắt sâu thẳm xuyên thấu tâm can khiến cô phải rùng mình. Tốt nhất là em hãy yên lặng. Thật đáng sợ. Ánh mắt đó cô chỉ bắt gặp duy nhất một lần từ cha cô khi ông giải quyết tên sát thủ muốn ám sát ông. Lúc đó cô rất sợ, không dám lại gần ông. Bây giờ lại nhìn thấy Từ Lăng Khiên, Nhược Vi đành ngậm miệng mà để cho anh ta bế vào phòng ăn. Cô biết những người có ánh mắt đó thì cực kỳ nguy hiểm. Lăng Khiên đặt cô ngồi xuống bên cạnh mình. Người hầu mang thức ăn đặt xuống bàn, từng món. Món nào cũng là món khoái khẩu của Nhược Vi, trông rất hấp dẫn. Lăng Khiên kéo đĩa bít tết lại gần, cắt nhỏ từng miếng rồi đưa sang cho cô. Em ăn đi, đây đều là những món mà em thích. Anh nói bằng giọng rất dịu dàng. Cô trợn mắt nhìn người bên cạnh. Tại sao anh ta lại chuyển mặt nhanh như thế? Mới tức thì còn nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ, mà bây giờ lại vô cùng dịu dàng, cứ như lúc nãy không phải là anh ta vậy. Lăng Khiên không để tâm đến ánh mắt của cô nhìn mình, vẫn tiếp tục ôn nhu nói. Chút nữa tôi sẽ đưa em tới trường. Nhược Vi nhìn anh ta lắp bắp. Không cần. Tôi muốn đi một mình, không cần anh phải đưa tôi đi. Trên mặt Lăng Khiên tắt hẳn nụ cười nửa môi, thay vào đó là khuôn mặt không chút cảm xúc như tảng băng. Nhưng tôi muốn. Nhược Vi lại cảm nhận được luồng khí lạnh từ đôi mắt kia. Cô câm nín cúi đầu ăn hết bữa sáng. Lăng Khiên rất hài lòng biểu hiện của cô. Sự dịu dàng lại trở về trong mắt anh ta. Tên vệ sĩ áo đen mở cửa xe ra. Lăng Khiên ngồi vào ghế sau, lên tiếng. Em vào đây, ngồi cạnh tôi. Nhược Vi chần chừ đứng trước cửa xe đang mở. Cô không muốn để cho anh ta đưa đến trường, càng không muốn ở cùng một chỗ với anh ta. Nhưng tôi... Cô chưa kịp nói xong thì đã bị Lăng Khiên kéo tay, lôi vào trong xe. Cửa xe đóng sầm lại, chiếc xe từ từ lăn bánh. Cô bị kéo, ngã nhào vào người Lăng Khiên. Nhược Vi muốn ngồi đây đàng hoàng nhưng lại bị anh ta ôm eo kéo dựa vào trong lòng. Không để cô vùng vẫy, cất giọng lạnh lùng. Em hãy ngoan ngoãn mà ngồi yên đi. Sau đó, anh ta nhếch môi lên cười. Nhược Vi chỉ biết tức điên mà gào thét trong lòng, không dám làm gì anh ta. Nhược Vi hậm hực bước chân vào cổng trường. Cô đi vào giữa sân trường, ngắm nhìn xung quanh. Trường học mới của cô rất rộng lớn và đẹp nữa, theo kiểu kiến trúc châu Âu. Nhược Vi đi lòng vòng nãy giờ mà vẫn không tìm thấy phòng hiệu trưởng ở đâu cả. Cô bắt đầu bực bội,
Rốt cuộc là ở đâu chứ? Chợt cô nhìn thấy một cặp nam nữ học sinh của trường đang ngồi hôn nhau ngay trên ghế đá bên gốc cây. Đúng là chướng mắt mà. Nhưng mà xung quanh đây chẳng có ai cả. Chẳng là do cô đến sớm, chỉ có đôi nam nữ đó để hỏi thôi. Nhược Vi đành bước đến chỗ đôi nam nữ đang cuồng nhiệt kia. Này! Cô kêu lên một tiếng. Đôi nam nữ bị kêu liền giật mình, buông nhau ra. Duy Phong buông người con gái trong tay ra, ngước mắt nhìn xem ai mà dám làm phiền anh trong lúc này. Chuyện gì? Dứt lời, anh nhìn thấy một nữ sinh vô cùng xinh đẹp đang đứng trước mặt mình. Quả thực rất đẹp, cứ như búp bê vậy. Phòng hiệu trưởng ở đâu? Vừa nói, Nhật Vi vừa hất mặt vào anh ta. Duy Phong chưa từng thấy cô gái nào mà láo líu với anh ta như vậy. Dám hất mặt vào anh, đúng là to gan mà. Cô hỏi thăm mà bộ dạng như vậy sao? Duy Phong trừng mắt. Thì sao? Cô vẫn bình thản. Cô nữ sinh bên cạnh Duy Phong ỏng ẻo. Duy Phong à, con nhỏ này là ai mà dám lên mặt với anh vậy? Nhược Vi lên tiếng trả lời. Tôi là học sinh mới chuyển trường, cần tìm phòng hiệu trưởng. Có chỉ được hay không thì nói một câu dùm đi. Duy Phong bắt đầu tức giận. Cô chỉ là học sinh mới mà dám dở giọng điệu như thế với tôi à? Thấy không thể hỏi được hai con người này, cô không thèm hỏi nữa mà xoay người đi. Anh ta nổi khùng. Cô đứng lại đó, dám ăn nói vậy rồi bỏ đi sao? Nhược Vi dừng chân quay người lại. À, quên nữa. Cô cúi xuống nhìn đôi nam nữ. Các người... Cô liếc mắt đến Duy Phong, rồi mắt qua nữ sinh kia, mở miệng nói. Thật là làm mất mỹ quan của phong cảnh nơi đây quá. Rồi Nhược Vi tiếp tục bỏ đi, để lại đôi nam nữ đang bốc khói trên đầu. Đến lượt cô nữ sinh kia nổi giận hét lớn. Con nhỏ kia, cô đứng lại, vừa dám nói gì đó. Nhược Vi bỏ ngoài tai, bước đi tìm phòng hiệu trưởng. Cô không thèm chấp với mấy loại người trẻ trâu đó. Cuối cùng cũng tìm được phòng hiệu trưởng. Nhược Vi gõ cửa vào phòng. Hiệu trưởng là một ông già tóc đá bạc trắng, khuôn mặt rất phúc hậu. Hiệu trưởng rất vui vẻ đón tiếp cô, giới thiệu cô với giáo viên chủ nhiệm mới. Trường gieo bắt đầu vào học. Nhược Vi được giáo viên đưa đến lớp học mới. Suốt quãng đường từ phòng hiệu trưởng đến lớp học, nam sinh trường này cứ nhìn chằm chằm vào cô. Họ ngất ngây trước một vẻ đẹp đáng yêu đến như thế. Đi tới cửa lớp, có đề bảng hiệu A1. Nhược Vi theo cô giáo vào lớp. Các em, cô muốn giới thiệu một bạn học sinh mới từ Anh về, sẽ chuyển đến lớp ta học từ ngày hôm nay. Vừa nói, giáo viên chủ nhiệm vừa đưa tay về phía Nhược Vi giới thiệu. Xin chào, mình là Maria Vương Nhược Vi, mong mọi người giúp đỡ. Cô cúi đầu chào rồi tự giới thiệu về mình. Tụi nam sinh của lớp ồ lên một tiếng. Đẹp quá tụi bây ơi, cứ như búp bê vậy. Bên nữ sinh cũng bắt đầu xôn xao. Là con Lai đó. Cũng bình thường thôi mà. Nhược Vi cũng không bận tâm về những lời nói bàn tán đó. Cô cất bước về chỗ ngồi mà giáo viên vừa chỉ định. Tiết học bắt đầu. Nhược Vi chán nản gục đầu xuống mặt bàn ngủ, chờ đợi hai tiết học trôi qua. Giờ ra chơi, Nhược Vi uể oải đi ra nhà vệ sinh để rửa mặt. Cô chợt nghe thấy đám học sinh ồn ào ùa nhau đi đâu đó. Đi xem thôi mọi người ơi, nghe nói hôm nay chị đại nhóm mỹ nhân của trường sẽ xử lý con nhỏ xấu xí kia đấy. Tiếng của một nữ sinh la lên thông báo. Tất cả học sinh ùa như ong vỡ tổ chạy về phía nhà ăn. Lại một đám trẻ trâu, luôn thích hành động ra vẻ ta đây như vậy. Cô dù sao cũng đường đường là một sát thủ cận vệ, được đào tạo xuất sắc, không hứng thú với mấy loại bạo lực của trẻ con. Nhưng mà dù sao, cô cũng muốn biết chị đại của nhóm mỹ nhân là ai, ghê gớm cỡ nào. Nhược Vi ngập ngừng một hồi, cũng đưa chân đi theo đám trẻ trâu kia. Con nhỏ kia, mày tính sao đây? Tiếng hét đanh đá của Minh Tuệ vang lên khắp nhà ăn. Chẳng tính sao cả. Minh Tuệ, cậu đừng tưởng nhà cậu ra thế quyền lực thì muốn làm gì thì làm. Cô nữ sinh bị Minh Tuệ xô té xuống đất, dương mắt lên nhìn. Mày thật là không biết trời cao đất dày là gì, dám xé rách váy tao, còn dám bỏ côn trùng vào cặp của tao.
Đã vậy, còn dám dương mắt lên trà treo. Hôm nay, tao sẽ cho mày xuống địa ngục. Tuệ Minh bắt đầu tức giận. Cô ta nhìn về phía lũ con gái đứng đằng sau mình, hét lớn. Các cậu, xử lý nó đi. Lập tức, đám nữ sinh đằng sau cô ta xông lên, hung hăng đánh Mai Linh đang ngồi dưới đất. Cô bạn lấy tay ôm đầu, nhưng lại bị mấy cô ả giật ra, cào sức mặt, đấm đá liên tục vào tay chân. Nhược Vi nãy giờ đứng quan sát trong đám đông, rốt cuộc không chịu nổi nữa, bước lên hét lớn. Này, dừng tay lại! Đám nữ sinh kia cuối cùng cũng dừng lại. Minh Tuệ thấy vậy trừng mắt. Mày là ai mà dám ở đây lớn tiếng? Muốn xin dùm con nhỏ xấu xí Mai Linh kia sao? Tôi chẳng biết ai là Mai Linh cả, nhưng mà các người ỷ đông hiếp yếu, không thấy nhục hay sao? Nhược Vi lớn giọng. Mày có phải muốn giống con nhỏ này, muốn ăn đòn rồi phải không? Minh Tuệ cảm thấy phát bực vì con nhỏ dám ăn gan trời kia. Cô vẫn ung dung trả lời. Tôi chẳng muốn gì cả, chỉ muốn các người dừng ngay hành vi bạo lực trẻ con đó đi. Cả nhà ăn đều dồn mắt về phía Nhược Vi. Những tiếng bàn tán to nhỏ nổi lên. Họ thấy nữ sinh kia đúng là to gan lớn mật mà. Minh Tuệ tức giận, muốn bóp chết con nhỏ không biết trời cao đất dày kia. Mày nói cái gì? Trẻ con ư? Các cậu, đánh chết con nhỏ đó đi. Cô ta hét lớn. Nhóm nữ sinh không ai bảo ai xông vào đánh Nhược Vi. Cô không thèm đánh lại mà chỉ nhẹ nhàng tránh né. Hành động của cô rất linh hoạt, khiến cho mấy nữ sinh dữ dằn kia ngay cả cọng tóc của cô cũng không chạm vào được. Sau 15 phút miệt mài cố gắng đánh được cô nhưng vô ích, nhóm nữ sinh đã mệt lả phải ngồi sụp xuống nghỉ ngơi. Mày đúng là tức chết mà. Các cậu làm gì vậy? Mau đánh chết con nhỏ đó đi. Minh Tuệ nổi khói với cảnh tượng trước mắt. Một nữ sinh trong đám thở hổn hển lên tiếng. Không được đâu Minh Tuệ, con nhỏ này nhanh như ma vậy. Tụi mình không bắt kịp. Nhược Vi mặc kệ đám nữ sinh kia và Minh Tuệ. Cô bước đến chỗ Mai Linh ngồi xuống, đỡ cô bạn đang nằm đau đớn nãy giờ đứng lên. Nhược Vi dìu cô bạn ra khỏi phòng ăn. Máu của Minh Tuệ muốn sôi lên, tức giận la lên. Con nhỏ kia, mày dám bỏ đi như vậy sao? Cứ đợi đó, tao sẽ không để yên đâu. Sau khi đưa cô bạn vào phòng y tế, Nhược Vi trở về lớp. Trên đường về, cô đã gặp phải một hòn đá cản đường, một hòn đá vô cùng lớn và hách dịch. Muốn gì? Cô gần về tới dãy lớp thì lại bắt gặp một đám nam sinh, mà tên cầm đầu chính là tên con trai hồi sáng ngồi cùng bạn gái diễn trò thân mật. Hắn ta thấy cô nên chặn đường. Cô phát bực trừng mắt nhìn. Mấy nam sinh đứng phía sau Duy Phong lên tiếng. Wow, đẹp dữ ta. Xinh quá, sao mình không hề biết trường lại có một mỹ nhân như vậy nhỉ? Đám nam sinh đó bắt đầu cười khanh khách. Duy Phong đứng trước khoanh tay trước ngực cười đều. Người đẹp, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Nhược Vi không thèm để ý đến anh ta mà cất bước đi tiếp, nhưng lại bị anh ta chắn ngay trước mặt. Rốt cuộc là anh muốn gì? Cô nghĩ tôi muốn gì? Sáng hôm nay cô dám nói gì? Quên rồi sao? Nhược Vi cười cười. Thì ra là chuyện lúc sáng. Sao? Tôi nói không đúng à? Đầu của Duy Phong bắt đầu có khói. Cô... Chết tiệt, còn dám hỏi nữa sao? Cô hắt mũi một cái. Đúng là cặp đôi sớn xác. Nhược Vi bước vào lớp cùng giáo viên chủ nhiệm. Cũng may là lúc nãy giáo viên đi qua, cô kiếm cớ hỏi bài nên mới thoát khỏi đám nam sinh điên khủng kia. Cô mệt mỏi gục xuống bàn ngủ tiếp, chờ đợi giờ ra về. Tiểu thư, chiều nay chủ nhân bận việc ở công ty nên không thể đến đón cô, nên giao phó chúng tôi đưa cô về an toàn. Tên vệ sĩ vừa mở cửa xe vừa bẩm báo. Cô hờ hững nói. Càng tốt. Không được anh ta đón là chuyện tốt đẹp nhất xảy ra trong ngày hôm nay với cô. Cô không muốn ở cùng một chỗ với loại người đó một phút nào cả. Nhược Vi ngồi vào trong xe, chạy thẳng về ngôi biệt thự Black. Sau khi thay đồ, tắm rửa và dùng bữa tối, nhân dịp Lăng Khiên chưa về, cô muốn đi tham quan biệt thự một vòng. Dù sao, cô cũng chưa đi hết nơi này.
Nhược Vi bắt đầu đi vòng vòng. Ngôi biệt thự này rất lớn, cũng rất âm u nữa, đều do màu sắc của nó. Cô chợt thấy một căn phòng để cửa hé mở nằm ở cuối dãy hành lang tầng trên cùng. Nhược Vi tò mò đẩy cửa vào. Cô mở to mắt đầy ngạc nhiên. Đây là một căn phòng đầy dụng cụ âm nhạc, piano, vĩ cầm, guitar. Cô không ngờ ở trong ngôi biệt thự rùng rợn lại có một căn phòng thế này. Một người như anh ta mà cũng thích âm nhạc hay sao? Nhược Vi cảm thán. Theo em thì không được hay sao? Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô giật nảy mình. Lăng Khiên đang đứng bên ngoài liền bước vào phòng. Làm gì mà giống ma thế? Anh làm tôi giật cả mình. Nhược Vi vỗ vỗ ngực. Lăng Khiên đến trước mặt cô nhếch môi cười. Em có muốn nghe một bản nhạc không? Nhược Vi tròn xoe cặp mắt, nhìn anh ta khó hiểu. Lăng Khiên cầm tay cô bước tới cây đàn piano. Cả hai cùng ngồi xuống. Cô vẫn dương mắt nhìn anh ta đầy dấu chấm hỏi. Lăng Khiên đặt ngón tay lên phím đàn. Những âm thanh trong trẻo của cây đàn vang lên. Nhược Vi trố mắt lên nhìn. Không ngờ anh ta lại biết đàn. Càng không tin được một ông trùm như anh ta đang đàn piano cho cô nghe. Những ngón tay của Lăng Khiên rất điêu nghệ lướt trên phím đàn. Bản nhạc rất hay đi vào lòng người mà không cần hát gì cả. Dù không muốn, nhưng cô cũng phải thừa nhận rằng lúc Lăng Khiên đánh đàn thực sự rất đẹp trai. Khuôn mặt tuấn mỹ, sống mũi cao, lông mày rậm, đôi môi mỏng. Nhìn anh ta như bức tranh hoàn hảo vô cùng sống động. Tim Nhược Vi bất giác khẽ đập loạn. Cô làm sao vậy? Đối với người như anh ta thì không được như thế, không được. Cô vẫn chăm chú nhìn Lăng Khiên không rời đi giây nào. Đây là người hồi sáng nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lẽo sao? Khó tin quá. Bản nhạc đã kết thúc, nhưng Nhược Vi vẫn trầm ngâm suy nghĩ, không hề hay biết. Lăng Khiên quay qua nhìn cô đang ngồi kế bên mình suy nghĩ gì đó. Anh lại nhếch môi cười nhìn Nhược Vi đầy nhu tình. Cô còn đang miên man thì bị một cánh tay ôm lấy sau gáy. Tiếp đến là có thứ gì mềm mềm đặt lên môi cô. Nhược Vi trừng mắt nhìn Lăng Khiên đang hôn cô. Hai tay chống lên ngực, cô dùng sức đẩy anh ta ra, nhưng lại bị tay kia của anh ta siết chặt eo hơn. Vì đang trong tư thế ngồi nghiêng nên cô có muốn dùng võ cũng khó. Gặp phải tên con trai mạnh bạo này lại khó hơn. Nhược Vi cảm thấy khó thở trước đôi môi cuồng dã của anh ta. Trái tim lại nhảy nhót trong lồng ngực. Mặt cô đã trở nên nóng ran. Lăng Khiên mạnh mẽ chiếm đóng đôi môi cô, siết chặt cô vào thân mình. Nhược Vi vẫn còn cố dùng răng, nhưng hình như tất cả đều vô ích trước sức mạnh của anh ta. Lăng Khiên liên tục cắn môi, đầy bá đạo. Đến khi không thể thở nổi nữa, Lăng Khiên mới lưu luyến rời bỏ môi cô, nhưng đôi tay vẫn ôm lấy eo Nhược Vi. Nhược Vi thở gấp, cố tìm lấy không khí, trừng mắt nhìn anh ta. Đừng nhìn tôi như vậy. Em là vị hôn thê của tôi, thì ít ra hai chúng ta cũng nên có nụ hôn đầu chứ. Lăng Khiên khóe môi nhếch lên, cô nghiến răng ken két, hận không thể bóp chết tên con trai trước mặt. Nhược Vi cố kéo tay anh ta ra khỏi người mình, Lăng Khiên càng ôm gắt gao hơn. Chợt thấy buồn cười trước bộ dạng của cô. Anh hãy bớt nói nhảm đi, nụ hôn đầu gì chứ, bỏ tôi ra, nếu không anh sẽ bị ăn đòn đó. Nhược Vi bắt đầu nổi giận. Anh ta cười cười nhìn khuôn mặt nổi giận rất đáng yêu của cô. Được, tôi rất muốn thử đòn cước của em. Nói trước là tôi cũng đã được đào tạo ở Đắk Nai và từng là sát thủ cận vệ xuất sắc nhất của tổ chức. Nhược Vi nhếch môi cười, cô cũng chẳng ngạc nhiên vì đã từng nghe nói từ cha cô. Thì sao? Không lẽ tôi sợ anh sao? Lăng Khiên cười cười, cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Tên này rốt cuộc chỉ có mỗi cơ mặt đều cáng này thôi sao? Đúng là muốn chọc điên người khác mà. Anh ta đột nhiên kề sát vào mặt Nhược Vi. Cô cố tránh ánh mắt của anh ta, nhưng lại không thoát được cánh tay Lăng Khiên đang để trên eo mình. Anh lại muốn làm gì? Nhược Vi đỏ mặt như trái cà chua lắp bắp nói. Anh cất giọng trầm trầm hỏi. Nhược Vi, em thực sự không nhận ra tôi. Cô thực sự bị dọa cho sợ trước bộ dạng nghiêm túc của Lăng Khiên. Tại sao tôi lại phải nhận ra anh? Nhược Vi mắt tròn xoe ngạc nhiên.
Lăng Khiên hơi nhíu mày, đôi mắt xẹt qua tia buồn khổ rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Không có gì. Cô có đang nhìn lầm không? Lúc nãy cô có đúng là nhìn thấy mặt anh ta thoáng qua nét buồn không? Không, không thể nào đâu. Nhược Vy cư nhiên phủ định. Cô dương đôi mắt to tròn nhìn Lăng Khiên đầy nghi vấn. Anh cũng nhìn cô với sự nhu tình. Trong một khoảnh khắc, cả hai người đều im lặng mà nhìn nhau. Lúc nãy khi thấy cô không nhận ra mình, tim Lăng Khiên chợt cảm thấy nhói một chút. Cô là người mà anh ngày đêm mong nhớ, nhưng bây giờ lại phũ phàng không hề nhớ tới anh. Nhược Vy nhận thấy được ánh mắt tràn đầy sự nhu nhớ của anh ta, tim cô bất giác lại nhảy nhót loạn xạ. Trong lòng dâng lên một cảm giác xao xuyến. Rốt cuộc cảm giác này là sao? Tại sao đối với ánh mắt nhu tình kia của Lăng Khiên, cô lại cảm thấy có gì đó rất ngọt ngào? Cả hai cùng chìm vào khoảng lặng, không một tiếng động. Lăng Khiên bỗng đưa tay nâng cằm cô lên một cách nhẹ nhàng. Nhược Vy không làm gì, chỉ dương mắt nhìn anh ta. Lăng Khiên từ từ cúi đầu xuống, đặt lên môi cô thêm một nụ hôn vô cùng từ tốn. Cô không hề phản kháng như lần trước, mà cư nhiên lại ngồi yên để mặc anh ta hôn. Nụ hôn lần này của Lăng Khiên không hề có sự cuồng dã như lần trước, mà lại hết sức dịu dàng, nhưng không kém phần nồng nhiệt, khiến Nhược Vy thực sự muốn tan chảy, không thể chống đối. Cô khẽ rên nhẹ lên một tiếng, hai cánh tay rắn chắc siết chặt eo Nhược Vy không thể để cô trốn thoát. Nụ hôn này, anh mang cả sự nhung nhớ và yêu thương vào trong đó. Cả căn phòng trở nên tĩnh lặng, dưới ánh trăng mờ ảo, có hai con người đang hôn nhau một cách nồng nhiệt. Cánh cửa phòng khép lại, Nhược Vy đứng dựa vào cửa, mặt cô vẫn còn ửng đỏ, hai tay ôm lấy lồng ngực như đang muốn giữ lấy trái tim mình. Cô tự đánh lên đầu, tại sao cô lại để cho anh ta hôn chứ? Cô đúng là uống phải bùa mê thuốc lú rồi mà. Nhược Vy vả vào mặt mình. Nhược Vy, mày tỉnh lại đi, mày không thể như vậy, quên hết đi. Cô hít thở sâu một cái, bất chợt cô phát hiện có rất nhiều vali đang để ở trong phòng. Chắc là cha đã cho người chuyển hết đồ đạc của cô từ Anh đến nơi này. Nhược Vy thở dài sườn sượt, cô có cảm giác cha như đang muốn tống cô ra khỏi nhà vậy. Chợt Nhược Vy sực nhớ ra điều gì đó quan trọng. Cô bấm vào máy âm báo gọi cho quản gia của ngôi biệt thự ở nhà dưới. Thưa tiểu thư, cô cần gì? Giọng quản gia vang lên. Tôi muốn hỏi, hôm nay khi người của cha tôi chuyển đồ đạc của tôi đến đây, có mang chiếc xe mô tô nào tới không? Mô tô? Phải là một chiếc mô tô màu đen của tôi. Thưa, hình như có. Ừ, vậy được rồi, cảm ơn ông quản gia. Nhược Vy vui mừng ngắt máy. Cuối cùng cô cũng được gặp bé cưng rồi. Từ năm 15 tuổi, cô đã có sở thích kỳ lạ, đó chính là đua mô tô. Đám bạn gái trong lớp ai cũng khiếp sợ nhìn cô, cả cha cô cũng bó tay mà nhìn. Nhược Vy mỉm cười nằm lăn xuống giường. Vậy là ngày mai cô có thể đến trường bằng mô tô mà không cần tên Lăng Khiên đáng ghét kia đưa đi. Nhược Vy ôm gối mau chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng nay Nhược Vy dậy rất sớm, chủ ý là muốn bay đi cùng với bé cưng của mình. Sau khi vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, đầu tóc gọn gàng, cô ba chân bốn cẳng cầm lấy ba lô chạy xuống lầu, định vọt thẳng ra cửa một cách nhanh chóng nhất, nhưng không ngờ lại bị tên vệ sĩ hôm qua chặn lại. Thưa tiểu thư, cô vẫn chưa ăn sáng. Nhược Vy nghiến răng ken két. Đã nói đó không phải là việc của các người. Tên vệ sĩ vẫn đưa tay ngăn cô, đứng im như pho tượng. Cô xắn tay áo, hết cách rồi đành dùng vũ lực thôi. Vy Vy, mau vào ăn sáng. Nhược Vy đang định giơ nắm đấm thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ trong phòng ăn. Cô lập tức hạ cánh tay xuống, đưa mắt liếc vào phòng ăn. Lăng Khiên đang vừa đọc báo vừa uống cà phê trên bàn ăn, không hề nhìn về cô. Nhược Vy quay đầu lại, trừng mắt nhìn tên vệ sĩ cao to kia, vẫn tiếp tục hành động, đang giang dở. Vy Vy, đừng quậy nữa, tôi không muốn nhắc tới lần thứ ba, mau vào ăn sáng. Giọng nói đó lại vang lên, nhưng lần này lại mang âm hưởng vô cùng lạnh lẽo. Nhược Vy cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Cô đang nhịn nhục, liếc xéo tên vệ sĩ,
hậm hực tiến tới phòng ăn. Vào phòng ăn, cô kéo ghế đối diện chỗ Lăng Khiên đang định ngồi xuống. Qua đây, ngồi cạnh tôi. Lăng Khiên đặt tờ báo xuống trước, nhìn cô. Nhìn mặt anh ta, Nhược Vi lại nhớ về những chuyện tối qua. Bất giác, mặt cô lại đỏ lên. Không, không cần. Tôi ngồi đây được rồi. Em qua đây mau lên. Lăng Khiên ra lệnh. Nhược Vi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Anh ta là cái gì mà lại dám ra lệnh cho cô? Vị hôn phu thì sao? Cũng đâu có quyền quản chỗ ngồi của cô chứ. Này, Trần Lăng Khiên, anh đừng có quá đáng. Dù cho anh có là vị hôn phu của tôi, thì cũng không có nghĩa là quản cả chỗ ngồi, chỗ ăn của tôi nhé. Cô giận dỗi lên tiếng. Nghe thấy lời nói của cô, Lăng Khiên chợt nhếch môi cười. Cuối cùng, cũng chịu công nhận tôi là chồng sắp cưới của em sao? Tôi không có. Nhược Vi phản bác. Anh ta nhìn cô trở lại khuôn mặt nghiêm nghị. Không nói nhiều, qua đây, đừng để tôi nhắc lại. Lăng Kiên lại dùng ánh mắt lạnh lẽo kia nhìn cô. Nhược Vi thấy hơi run sợ, cô đành nhượng bộ bước tới gần anh ta. Lăng Kiên kéo ghế bên cạnh ra, rồi liếc nhìn ý bảo cô ngồi xuống. Nhược Vi cắn môi ngồi xuống chỗ bên cạnh anh ta. Lăng Kiên khóe môi cong lên hài lòng, đẩy đĩa thịt đã cắt sẵn từng lát nhỏ qua cho cô, dịu dàng nói. Em ăn đi. Cô thực sự muốn rớt tim với tốc độ biến đổi khuôn mặt của anh ta. Thật là lật mặt còn nhanh hơn lật bài. Anh ta lúc nãy với người tối qua đúng là khác nhau một trời một vực. Nhược Vi chỉ biết im lặng mà ngồi ăn. Sau khi ăn xong xuôi, cô hắng giọng. Hôm nay anh không cần đưa tôi đến trường đâu. Tôi đã có phương tiện riêng rồi. Phương tiện riêng? Lăng Khiên nhướng mày. Nhược Vi đứng dậy đeo ba lô trên vai, sẵn sàng chuẩn bị chạy. Hôm qua cha tôi đã chuyển nó đến đây, nên hôm nay tôi sẽ đến trường bằng mô tô của mình. Bây giờ tôi ăn xong rồi, tôi đi đây, bye. Cô bắn ra câu nói với một tốc độ tên lửa, rồi nhanh chóng chạy biến ra khỏi đó. Cô không muốn lại bắt gặp ánh mắt đáng sợ kia. Anh hơi nhíu mày một chút, sau đó lại giãn ra. Lăng Khiên khóe môi cong lên nhìn cô. Mô tô, em đúng là đặc biệt đấy Nhược Vi. Lăng Khiên cũng không kêu cô lại mà chỉ ngồi đó tiếp tục dùng bữa sáng. Thưa chủ nhân, tôi tới rồi. Một giọng nói vang lên. Ngô Diêm bước vào trong phòng, cúi đầu trước anh. Lăng Khiêm buông dao dĩa xuống, lấy khăn chùi khóe miệng một cách tào nhã. Ngô Diêm bước lên báo cáo. Thưa chủ nhân, lô vũ khí mới đã gần như hoàn tất. Tuần sau, chúng ta có thể giao qua bên kia rồi ạ. Tốt, càng sớm càng tốt. Anh ngồi dựa vào ghế, nhấp một ngụm cà phê, vẻ mặt cương nghị. Ngô Diêm tiếp tục cung kính nói. Thưa, lô vũ khí lần này rất lớn, toàn là những vũ khí được thiết kế tối tân nhất, nên tôi đã phái rất nhiều cận vệ và những máy bay đi giám sát khi chuyển hàng ạ. Lăng Kiên hơi nheo mắt. Mặt vẫn không tí cảm xúc. Số hàng này rất quan trọng, nên ta sẽ đích thân giám sát toàn bộ quá trình chuyển giao. Người hãy sắp xếp đi. Vâng, tôi sẽ sắp xếp ngay. Xin chủ nhân cứ yên tâm. Ngô Diềm tuân lệnh nghe theo. Còn nữa, kêu vài tên vệ sĩ bí mật đi theo tiểu thư Nhược Vi, canh chừng nhất cử nhất động của cô ấy, rồi về báo cáo cho tôi. Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ làm ngay. Chủ nhân còn việc gì giao phó nữa không ạ? Không, người lui đi. Vâng, vậy tôi xin phép lui trước. Ngô Diềm gặp người chào rồi bước ra khỏi phòng ăn. Anh ta vừa đi ra vừa cảm thấy kỳ lạ. Chủ nhân từ trước tới giờ đối với nữ nhân chỉ như cỏ rác, còn không muốn chạm vào. Nay lại một mực quan tâm đến tiểu thư Nhược Vi như vậy, đúng là không hiểu nổi. Vừa thấy chiếc mô tô màu đen đậu ngoài sân, Nhược Vi mừng rỡ chạy đến ôm ngay. Trời ơi, bé cưng, tao nhớ mày quá đi mất. Cô còn vui sướng hơn là nhìn thấy vàng nữa. Vẻ ngoài chiếc mô tô này được thiết kế tinh xảo, cho thấy sự dũng mãnh của nó. Động cơ phân phối vô cùng lớn mà không có chiếc xe nào sánh được. Đây là chiếc duy nhất trên thế giới do người của tổ chức chế tạo riêng cho cô.
Nhược Vy nhanh chóng ngồi lên chiếc xe mô tô. Cô nắm lấy tay lái rồi ga một chút, rồi phóng đi mất dạng khỏi ngôi biệt thự. Cả đám vệ sĩ đứng ngoài trợn mắt nhìn cô. Ngô Diêm vừa bước ra khỏi cửa cũng vô cùng sửng sốt trước cảnh tượng đó. Chiếc mô tô lướt nhanh với tốc độ khủng khiếp trên đường. Cây cối bên lề đều muốn bay theo nó. Nhược Vy sung sướng tận hưởng làn gió mát của buổi sớm mai. Cô thích cái cảm giác nguy hiểm và tốc độ như thế này. Nó giúp cô quên hết mọi thứ. Giờ ra về, Nhược Vy ra khỏi cổng. Định đi lấy xe thì một chiếc xe dừng ngay trước mặt cô. Cửa xe từ từ mở ra, Lăng Khiên bước xuống xe tới chỗ cô. Tất cả nữ sinh ai cũng suýt xoa không thể tin được. Lần đầu họ thấy một người đàn ông đẹp trai đến như vậy. Dù anh đang đeo kính râm thì vẫn toát lên vẻ quyến rũ chết người. Thân hình cao lớn kia che hết ánh nắng mặt trời trước mặt Nhược Vy. Anh làm gì ở đây? Cô trợn to mắt hỏi. Sao thế? Thấy chồng chưa cưới đến mà em không vui sao? Anh ta nhếch môi cười. Cô trừng mắt nhìn. Không cần, tôi có xe rồi. Bây giờ tôi phải đi ra lấy xe. Lăng Khiên ngừng cười, bước tới mở cửa xe. Lên xe. Lại là cái ánh mắt lạnh lẽo đó. Nhược Vy thoáng rùng mình. Anh ta hình như rất thích dùng ánh mắt đó để uy hiếp cô. Nhưng mà xe của tôi... Yên tâm, tôi sẽ sai người mang xe về. Giờ thì lên xe đi. Lăng Khiên ra lệnh. Thực ra anh cũng không muốn đáng sợ như vậy đâu. Chỉ là tính cách của cô quá ngang bướng, không chịu khuất phục nên đành phải trở nên như vậy. Cô liếm môi, nuốt nước bọt rồi bước vào trong xe. Lăng Khiên đóng cửa xe lại rồi đi vòng qua kia, ngồi vào bên cạnh. Anh khởi động cơ máy, chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Nhược Vy ngồi trong xe chỉ biết im lặng, mà Lăng Khiên cũng chẳng nói gì, chỉ chăm chú lái xe. Cô khẽ liếc nhìn sang người bên cạnh, quan sát tỉ mỉ. Người con trai này, à không, phải nói là đàn ông mới đúng. Anh ta thực sự rất đẹp, trên người toát lên khí thế vương giả. Thân hình cao to như một con báo, vẻ đẹp quyến rũ, điều đó khiến phụ nữ phải phát cuồng. Nhưng mà anh ta lại là một kẻ rất nguy hiểm. Tuy Nhược Vy vẫn chưa thấy Lăng Khiên làm gì xấu, nhưng cứ nhìn vào ánh mắt, cử chỉ và cả chỗ đứng của anh ta trong giới hắc đạo thì biết. Để có chỗ đứng như vậy, người đàn ông này không hề tầm thường. Mê mẩn tôi rồi sao? Lăng Khiên nhếch môi cười, mắt vẫn không nhìn cô. Nhược Vy bất giác đỏ mặt. Phát hiện nãy giờ mình có đang nhìn anh ta chằm chằm. Không, không có. Anh bớt nói nhảm đi. Cô vừa thẹn vừa giận. Lăng Khiên không nói gì, chỉ nhếch môi cười, tiếp tục việc lái xe của mình. Nhược Vy khó chịu nhìn ra ngoài cửa ngắm cảnh. Chúng ta không về nhà sao? Cô ngạc nhiên quay qua hỏi Lăng Khiên. Anh trả lời ngắn gọn. Không. Vậy thì đi đâu? Đi dự tiệc. Dự tiệc? Em sẽ cùng tôi đi dự một buổi tiệc rất quan trọng. Nhưng mà tôi... Em không được lựa chọn. Lăng Khiên cắt ngang lời cô. Nhược Vy thấy rất uất ức trong lòng. Anh ta đâu phải cha cô, sao khi gì cũng quyết định chứ. Chiếc xe dừng lại ngay trước một cửa hàng váy sang trọng. Lăng Khiên đưa cô vào lựa hết bộ này đến bộ khác. Nhân viên thấy khách sang trọng liền tíu tít chào mời. Mấy nhân viên nữ đều ngước mắt nhìn ngưỡng mộ đôi nam nữ ngoại hình xuất chúng kia. Anh bảo nhân viên đem tất cả những mẫu váy đẹp nhất ra rồi kêu Nhược Vy lựa chọn. Cô hơi choáng váng một chút. Lựa ư? Dù đúng cô là tiểu thư con nhà quý tộc, nhưng cô chưa bao giờ mặc váy dạ hội, cũng như chưa bao giờ dự tiệc. Nhược Vy không thích những thứ đó, nó làm cô khó chịu. Mà bây giờ bắt cô đi dự tiệc lại còn phải chọn thử váy, đúng là cực hình mà. Thấy cô lưỡng lự, nhân viên liền đưa vài mẫu lên giới thiệu. Tiểu thư, tôi thấy cô rất xinh đẹp, vóc dáng cũng rất chuẩn, nên mặc mẫu váy bằng chất liệu van màu hồng này rất hợp. Còn mẫu váy xẻ ngực này thì cũng rất hợp. Cô nhân viên cứ liên thuyên giới thiệu, làm Nhược Vy còn khó lựa chọn hơn. Lăng Khiên thấy vậy, liền bước tới chỉ vào một bộ váy màu xanh đen. Chọn cái này đi.
Cô dương đôi mắt to tròn nhìn anh ta. Lăng Khiên nhếch mép. Em mau vào trong thử đi. Cầm lấy bộ váy, Nhược Vi đành gật gù bước vào trong phòng thử đồ. Hồi lâu cánh cửa phòng mở ra, cô mặc bộ váy bước ra khỏi phòng. Tất cả nhân viên ở đó đều kinh ngạc ngước nhìn. Ngay cả Lăng Khiên cũng bị đứng hình vài giây. Trước giờ phụ nữ đẹp, anh ta đã từng thấy qua rất nhiều, nhưng không có ai lại giống cô gái trước mặt anh đây. Nhược Vi vừa bước ra đã làm choáng ngợp cả căn phòng. Bộ váy làm bằng vải lụa bó sát lấy người cô, tôn lên những đường cong của cơ thể. Phần trên không tay ôm sát ngang ngực để lộ một chút khe hở ở giữa. Phần dưới váy thì xẻ từ trên đùi xẻ xuống để lộ một bên chân dài và trắng mịn. Cô ngượng ngùng nhìn Lăng Khiên. Đây là lần đầu tiên cô mặc bộ váy hở hang như vậy. Tôi thấy bộ này không hợp. Nhược Uy phát biểu ý kiến. Lăng Khiên nhìn cô bằng đôi mắt sắc bén như chim ưng. Anh ta đứng dậy bước đến phía sau lưng ôm lấy eo cô. Xoay Nhược Vi qua cái gương bên cạnh, Lăng Kiên tựa cầm vào vai cô, giọng khàn khàn. Tôi lại thấy em mặc bộ này rất đẹp, nhìn là muốn ăn ngay. Hơi thở nam tính phả vào tai khiến cô run lên, mặt cô đỏ bừng. Sao anh ta có thể nói những lời ám muội như thế ở đây chứ? Mấy nhân viên nữ, ai cũng dương mắt nhìn cặp đôi nồng thắm kia mà không khỏi ngưỡng mộ. Đem đến đây. Lăng Khiên ra lệnh cho nhân viên đem tới một sợi dây chuyền làm bằng kim cương. Anh cầm lấy đưa qua và đeo vào cổ Nhược Vi. Những ngón tay của cô khẽ chạm vào mặt dây chuyền. Lăng Khiên lại vòng tay siết lấy eo, nhìn cô trong gương. Bây giờ thì hoàn thành kiệt tác rồi đấy. Nhược Vi nhìn mình trong gương. Cô không thể tin được đây lại là mình. Cô chưa bao giờ được nhìn thấy mình dưới bộ dạng công chúa như thế này. Một hồi lâu, Lăng Khiên tính tiền xong liền kéo cô đang ngơ ngác ra xe. Buổi tiệc thường niên của Lâm gia, đây bữa tiệc của giới thượng lưu, ai đến đây không giàu thì cũng quý. Ngay cả quan chức cấp cao của chính phủ cũng tới đây. Cô quàng tay Lăng Khiên bước vào gian phòng bữa tiệc. Vừa bước vào, hai người đã trở thành trung tâm của sự chú ý. Ai cũng dồn mắt nhìn người vừa bước vào là ông trùm của giới hắc đạo và cô gái đi ngay bên cạnh, đúng là tuyệt mỹ giai nhân. Họ vô cùng ngạc nhiên, từ trước đến giờ vẫn nghe nói ông trùm này không hề thích nữ nhân. Nhược Vi nắm chặt cánh tay Lăng Khiên. Cô không quen dự tiệc như thế này, cũng không thích nhiều người nhìn chằm chằm vào mình. Ở đây, hầu như cô đều không biết ai cả. Lăng Khiên dường như nhìn thấu sự lo lắng của cô, liền quay qua nói nhỏ vào tai cô. Em đừng lo, có tôi ở đây. Chỉ một câu nói nhưng đã khiến Nhược Vi an tâm hơn. Lòng cô chợt xao xuyến không thôi. Anh ta dẫn Nhược Vi vào. Ai ai cũng đến chào hỏi. Họ rất muốn được lấy lòng của ông trùm này. Lăng Khiên không cần đi đâu cả. Chỉ đứng một chỗ cầm ly rượu thì tự nhiên cũng sẽ có người kéo đến chỗ anh chào hỏi. Cứ như anh ta mới là chủ bữa tiệc. Nhược Vi chỉ biết đứng bên cạnh cười và chào. Nghe họ thao thao bất tuyệt về tình hình tài chính và cổ phiếu. Nghe tới những thứ đó, cô lại cảm thấy ngán ngẩm. Nhược Vi ghé vào tai Lăng Khiên. Tôi hơi mệt. Anh đừng nói chuyện, quay qua nhìn cô lo lắng. Vậy em ra ghế ngồi một lát đi, đợi tôi. Nhược Vi gật đầu rồi cúi đầu xin phép đi với những người kia. Sau đó cô sải bước lại bộ ghế salon gần cửa sổ và ngồi xuống. Đứng từ nãy tới giờ cộng thêm mang giày cao gót khiến chân cô nhức mỏi. Thì ra cô là vị hôn thê của Trần Lăng Khiên sao? Một chàng trai có mái tóc màu hạt dẻ, khuôn mặt tuấn tú, mặc một bộ vest màu sáng đi tới ngồi bên cạnh cô. Nhược Vi giật mình. Anh là ai? Xin chào, tôi là Lâm Gia Tuấn. Đây là bữa tiệc của gia đình tôi. Anh ta mỉm cười giới thiệu. Cô liếc xéo anh ta. Hỏi làm gì, không liên quan đến anh. Anh ta cười nâng nâng ly rượu. Tôi tự nhiên cảm thấy tò mò. Ông trùm của giới hắc đạo nổi tiếng là lạnh lùng, ghét nữ nhân chạm vào mình mà bây giờ lại đồng ý kết hôn sao? Khó tin quá. Nhược Vy không buồn để ý đến, vẫn xoa nắn bàn chân của mình. Nếu anh thấy khó tin như vậy thì tự mình mà đi hỏi anh ta. Thấy cái vẻ hững hờ của cô, Gia Tuấn cảm thấy rất ngạc nhiên. Trước giờ nữ nhân nhìn thấy anh
không ngước nhìn ngây ngất thì cũng là chạy xà đến nói lời ngon ngọt, nhưng mà cô gái này còn chẳng thèm nhìn anh để nói chuyện. Cô thật là đặc biệt đấy. Gia Tuấn mở miệng khen cô, Nhược Vi khó hiểu, ngước mắt nhìn anh ta, rủa ra một câu chửi. Đồ điên. Khi không nói người khác đặc biệt, thì tên đó không điên thì cũng là bất bình thường. Gia Tuấn không những không tức giận mà còn bật cười. Cô thật là thú vị hơn tôi tưởng đó. Nhược Vi nhíu mày nhìn anh ta, đang nhức mỏi chân mà còn gặp phải tên tâm thần. Cô đúng là xui xẻo mà. Lăng Khiên đang nói chuyện với vài quan chức cấp cao thì bỗng nhiên có một cô gái xinh đẹp mang bộ váy ôm sát người đến bên anh. Ngài bộ trưởng bước lên giới thiệu. Giới thiệu với Trần tiên sinh, đây là con gái tôi, Minh Tuệ. Cô ta nâng ly rượu lên, cố tình đứng sát vào Lăng Khiên, khoe ra những đường cong đẫy đà. Nghe danh Trần tiên sinh đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt, để tối nay tôi tiếp rượu cho ngài nhé. Một câu nói vô cùng đầy ẩn ý đã khiến toàn bộ những người ở đó nhìn chằm chằm vào hai cha con bộ trưởng, nhìn vô cùng biết ông ta muốn dâng con gái mình cho ông trùm xã hội đen để lấy lòng. Nhưng không hề biết rằng Lăng Khiên căm ghét phụ nữ đụng chạm vào người mình. Nhược Vi ngồi một góc chứng kiến được cảnh đó, máu muốn dồn lên não. Cô nhận ra cô gái đó là đứa đanh đá đã hét vào mặt mình hôm bữa ở trường. Tên Lăng Khiên chết bẩm kia cũng không hề động đậy tay chân, từ chối để mặc cô ta ngày càng ép sát. Nhược Vi đúng là tức chết mà. Cô tự dằn lòng không được tức giận cũng như dao động, nhưng cứ nhìn thấy cái cảnh ám muội kia lại không chịu được. Gia Tuấn thấy vậy liền cười. Hình như vị hôn phu của cô có người khác chăm sóc rồi thì phải. Nhược Vi trừng mắt nhìn anh ta, bộ dạng tức giận của cô khiến Gia Tuấn buồn cười hơn. Được rồi, tôi không nói nữa. Vậy cô có muốn ra nhà kính để xem hoa không? Ở đây chỉ khiến cô ngứa mắt hơn thôi. Cô thấy mình như đã có thể kiếm ra được cách trả thù, liền gật đầu đồng ý. Cả hai đứng dậy. Cô giả bộ thân thiết quàng tay Gia Tuấn. Anh ta cũng hiểu ý nên để yên cho cô quàng tay. Sau đó cả hai người sải bước ra cửa sổ, cố tình đi ngang qua chỗ Lăng Khiên. Cả một đám đông dự tiệc nhìn vào cô kinh ngạc. Cô gái lúc nãy đi với ông trùm xã hội đen, bây giờ lại quàng tay thân thiết với thiếu gia nhà họ Lâm. Mặt Lăng Khiên tối sầm lại, đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn vào đôi nam nữ kia. Dù Nhược Vi không hề quay mặt lại nhìn anh ta, nhưng vẫn cảm thấy ớn lạnh sống lưng mình. Cô và Gia Tuấn bước nhanh ra ngoài ngôi biệt thự và vòng ra sân sau. Minh Tuệ vẫn nhiệt tình mời rượu mà không hề hay biết người đàn ông kế bên mình đang đầy sự u ám. Lăng Khiên liếc mắt qua cô ta. Cô tối nay sẽ bị chôn sống, chuẩn bị đi. Một lời nói ngắn gọn nhưng tỏa ra sự lạnh lẽo và chết chóc. Minh Tuệ run rẩy đứng tránh xa anh ta ra. Cô biết người này nói được sẽ làm được, giết người là một chuyện còn con với anh ta. Người đàn ông này quá đáng sợ, chỉ một lời nói, một cử chỉ liếc mắt của anh ta cũng đã làm mặt cô ta trắng bệch. Lăng Khiên quay qua mặt ông bộ trưởng cũng đang tái mét. Còn ông, chuẩn bị mất chức bộ trưởng đi. Tay chân ông ta bắt đầu bùn rùn, không nói được lời nào. Dứt lời, Lăng Khiên xoay người bước ra khỏi phòng. Vừa tới nhà kính, Nhược Vi đã lập tức bỏ tay xuống. Lâm Gia Tuấn nhìn cô cười cười. Cô có biết cô vừa treo án tử hình cho tôi không? Đúng, chính xác là án tử hình. Anh không tính chọc giận con người nguy hiểm đó. Anh chỉ tò mò nói chuyện với vị hôn thê xinh đẹp của ông trùm xã hội đen mà thôi. Ai ngờ thấy thích thú với cô gái này, liền nảy ý tưởng đưa cô đi ngắm nhà kính lúc cô vừa trông thấy cảnh tượng kia. Bây giờ nghĩ lại, anh thấy mình hơi liều lĩnh rồi. Nhược Vi tuy mừng thầm trong bụng vì xả được giận, nhưng không thể không khỏi lo lắng. Tên đàn ông nguy hiểm đó sợ sẽ có chuyện không hay. Mặc kệ đi, anh ta là người có lỗi trước chứ đâu phải là mình. Nhược Vi bước lên nhìn xung quanh nhà kính. Nơi đây thật sự rất đẹp, trồng rất nhiều loài hoa với màu sắc khác nhau. Cô thích thú ngắm nhìn. Gia Tuấn nhìn cô mở miệng hỏi. Cô hình như rất thích hoa. Phải, tôi rất thích, đặc biệt là bách hợp. Nhược Vi nở nụ cười đúng đồng tiền với anh ta. Một nụ cười đã khiến tim anh khẽ lỗi nhịp.
Đang hớn hở ngắm hoa, chợt đôi giày của cô bị gãy gót, làm cô ngả người loạn choạng về phía sau. Gia Tuấn vội vàng đưa tay ôm lấy cô. Theo phản xạ, cô đưa tay bám lấy vai anh ta. Mặt anh chúi sát vào mặt cô. Một cảnh tượng ám muội đã hoàn toàn đập vào mắt Lăng Kiên vừa mới bước tới nhà kính. Anh chỉ cảm thấy muốn vào trong đó lập tức giết người. Nhược Vi ngượng ngùng đứng dậy đẩy anh ta ra. Cảm ơn. Cô líu nhíu trong miệng. Gia Tuấn thấy vậy cũng cảm thấy ngượng ngùng, cười cười. Không có gì. Nhược Vi. Tiếng kêu bất chợt làm cho cô giật mình xoay người lại. Lăng Khiên. Nhược Vi lắp bắp khi vừa thấy người đàn ông đang bước vào nhà kính. Qua đây. Lăng Khiên ra lệnh bằng ngữ khí lạnh lùng. Cô dùng mình nổi da gà. Lần này mình chết chắc rồi. Sao tự nhiên lại nghĩ đến trả thù chọc tức anh ta cơ chứ? Nhược Vi nhích từng bước đến một chỗ Lăng Khiên. Xin chào Trần tiên sinh, lâu quá không gặp. Lưu Gia Tuấn cười cười. Lăng Khiên cũng chỉ nhếch môi. Đúng là lâu quá không gặp Lưu thiếu gia. Cảm ơn cậu hôm nay đã chiếu cố đến cô gái của tôi. Gia Tuấn hơi đanh mặt lại nhưng vẫn cố bình tĩnh. Không có gì đâu, Trần tiên sinh đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn giới thiệu vườn hoa nhà kính của ngôi biệt thự cho tiểu thư đây xem thôi. Lăng Kiên liếc nhìn qua cô. Thật sao? Lưng của Nhược Vi chuyển đến một đợt điện chạy dọc. Chiếc xe thắng gấp trước cổng ngôi biệt thự. Nhược Vi muốn chúi ngã về phía trước, mặt tái mét. Suốt quãng đường chiếc xe lao như con báo điên. Cô không hề sợ tốc độ, nhưng lại sợ cái sự im lặng đến đáng sợ của Lăng Kiên trong suốt quãng đường. Cô đâu có làm gì sai để anh ta giận cơ chứ. Lúc nãy chỉ là trượt chân thôi mà. Lăng Kiên nắm tay Nhược Vi lôi vào trong nhà. Bàn tay anh siết chặt đến mức khiến cô đau nhức. Buông ra, Lăng Kiên, đau quá. Cô đau quá la lên. Anh ta dường như không hề nghe thấy lời cô, cứ thẳng một đường đi lên lầu. Lăng Kiên thực sự rất tức giận, vô cùng tức. Anh mở cửa phòng mình ra, túm cô vào. Anh tính làm gì, Lăng Kiên? Nhược Vi tức giận nhìn anh ta. Dù là cô đang rất sợ đôi mắt kia, nhưng vẫn thấy bực bội. Vừa dứt lời, Lăng Khiên đã ép chặt cô vào cánh cửa, hôn cuồng nhiệt. Nhược Vi hoảng sợ vùng vẫy. Cô dường như không thể thở được trước sự xít sao của anh ta. Hai cánh tay rắn chắc siết chặt eo cô không để Nhược Vi trốn thoát. Lăng Khiên cứ thế cắn mút đôi môi anh đào một cách mạnh mẽ. Anh không biết tại sao mình lại điên tiết lên như thế này khi thấy cô ở cùng với người đàn ông khác. Mặt của cô nóng ran, tim đã nhảy liên hồi. Sự mạnh mẽ đến tàn bạo của Lăng Khiên khiến cô nhất thời không thể chịu được. Hồi lâu sau, anh ta mới từ từ buông tha cho cô. Nhược Vi cố hít thở để lấy không khí. Cô chống hai tay đẩy anh ta ra. Anh đang làm gì vậy? Buông tôi ra đi. Lăng Khiên vẫn ép sát vào, siết chặt cổ tay cô. Em nghe cho rõ đây. Tôi cấm em gần gũi với bất kỳ người đàn ông khác ngoài tôi. Nếu không, tôi sẽ không tha cho em đâu. Anh là ai mà dám cấm đoán tôi chứ? Nhược Vi khó chịu. Rõ ràng anh ta gần gũi với đứa con gái khác trước mà, bây giờ còn dở giọng cấm đoán cô. Anh giận dữ gầm lên. Tôi là vị hôn phu của em. Nhược Vi đúng là thử thách tính nhẫn nại của anh mà. Chết tiệt, sao anh lại tức giận như vậy chứ? Trước giờ anh luôn là người khống chế cảm xúc rất tốt mà. Anh là vị hôn phu thì sao chứ? Anh cũng gần gũi với cô gái khác trước trong bữa tiệc mà giờ còn lên giọng với tôi hay sao? Nhược Vi bực bội chết đi được mà. Lăng Khiên hơi khựng lại một chút. Thì ra là cô ấy đang ghen. Lòng anh chợt ấm lên lạ thường. Khuôn mặt vẫn trở lại nghiêm nghị. Tôi với cô ta chẳng có gì cả. Còn em với tên thiếu gia kia đã ôm nhau. Anh từ khi nào có tính so đo con nít vậy? Tên này đúng là làm cô một ngày khó chịu mà. Tôi chỉ là trượt ngã nên anh ta mới lấy tay đỡ thôi. Anh suy diễn gì vậy chứ? Tôi không cần biết. Tôi không muốn có bất cứ tên đàn ông nào chạm vào em. Em là người của tôi. Lăng Khiên gằn giọng. Cô trừng mắt nhìn anh ta. Những lời bá đạo này mà anh ta cũng có thể nói ra sao? Tại sao chứ? Tại sao cô phải rung động?
Dù là một chữ yêu anh ta cũng chưa hề nói với cô. Phải rồi, một người đàn ông như anh ta sao có thể nói ra lời ngọt ngào. Lăng Khiên bóp chặt vai cô nói tiếp. Nghe cho kỹ Nhược Vi, em là người phụ nữ tôi yêu, em chỉ có thể thuộc về tôi mà thôi, là của tôi. Nhược Vi như vừa được nghe thấy tiếng sét ngang tai. Người đàn ông đáng sợ trước mặt đang nói yêu cô, không thể tin được. Cô có thể nghe được tiếng tim rơi lộp bộp. Lăng Khiên lại cúi xuống hôn cô, lần này cũng vô cùng cuồng nhiệt. Môi anh ngấu nghiến cô, Nhược Vi không hề phản kháng mà lại bất giác đưa tay quàng lấy cổ anh ta. Cô phải làm gì đây? Cô không thể trốn tránh trái tim hiếu động của mình, chỉ biết hành động theo linh cảm. Cô đã rung động trước người đàn ông bá đạo này mất rồi. Lăng Khiên đột nhiên dừng lại, cúi đầu gặm lấy vành tai cô. Tôi rất thích em như thế này. Hơi thở nam tính mùi bạc hà phả vào tai Nhược Vi. Cô rùng mình cứ như lại có thêm một luồng điện chạy vào tim. Mặt cô đỏ bừng bừng nhìn anh ta. Anh tiếp tục hôn lấy môi cô, lần này lại bạo dạn hơn nữa. Nhược Vi thấy mình cả người nóng ran, nhịp thở khó khăn. Một sự cuồng dã xâm chiếm trong cơ thể. Lăng Khiên chủ động bế xốc cô lên. Nhược Vi sợ sệt ôm cổ anh. Cô không phải đứa con gái ngây thơ ngốc nghếch. Cô thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhược Vi lắc đầu nhìn. Lăng Khiên, không được, chúng ta không nên. Có gì không nên, em là hôn thê của anh. Lăng Khiên vẫn mặc kệ ý kiến phản bác của Nhược Vi, bế cô đặt lên chiếc giường to lớn màu đen. Nhưng mà em chưa sẵn sàng. Chưa kịp nói hết câu thì môi cô đã chịu sự chiếm đóng nồng nhiệt từ Lăng Khiên. Anh lại thỏ thẻ bên tai cô. Không cần, cái này là bản năng. Nhược Vi, anh không thể đợi. Tim của cô đập nhanh liên hồi không dừng được. Nhược Vi không cách nào chống trả người đàn ông cuồng dã này. Biết làm sao được, tim cô đã có anh ta rồi. Lăng Khiên hôn mặt rồi từ từ chuyển xuống cổ cô. Cắn nhẹ một cái để lại dấu vết làm Nhược Vi cảm thấy ngứa ngứa. Sau đó anh lại hôn xuống xương quai xanh. Dưới ánh trăng qua khe cửa sổ có hai thân hình trần trụi quấn lấy nhau trên giường. Nhược Vi bừng tỉnh. Vào nửa đêm, cô mệt mỏi cố mở mắt ra. Nhược Vi cố ngồi dậy như một cơn đau ùa đến phía dưới. Xương cốt cô gần như rã rời. Đáng chết, tên Lăng Khiên lúc nãy đã ăn cô. Đã vậy còn hành hạ cô tới mấy lần, hại cô mệt mỏi như sắp chết thế này. Nhược Vi quay đầu qua tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng bên cạnh trống trơn không một bóng người. Cô thấy khó hiểu, liền cố gắng đứng dậy khoác vào người cái áo choàng ngủ rồi ra khỏi phòng. Vừa bước xuống cầu thang, Nhược Vi đã nghe tiếng la thất thanh của một cô gái. Trần tiên sinh, xin hãy tha cho tôi, làm ơn, đau quá. Là tiếng của Minh Tuệ. Sao cô ta lại ở đây? Cô trừng mắt nhìn. Minh Tuệ đang bị trói chặt tay và bị mấy tên vệ sĩ cầm roi ra quất vào người. Cô ta đang sợ hãi, đau đớn, gào khóc thảm thiết với người đang ngồi ở ghế sofa. Người đó không ai khác chính là Lăng Khiên. Nhược Vi nhìn xuống đầy lo lắng. Tuy cô đã quá quen với mấy cảnh giết người trong xã hội đen rồi, nhưng không nên làm thế với một cô gái. Người đàn ông này đúng là nhẫn tâm mà. Nhược Vi khẽ lắc đầu. Đúng là vừa nhẫn tâm vừa bá đạo. Cô lập tức bước xuống cầu thang. Các anh mau dừng tay lại cho tôi. Cô ra lệnh. Mấy tên vệ sĩ nghe thấy liền dừng tay quất roi cúi đầu chào. Tiểu thư. Nhược Vi bước tới chỗ ghế sofa nhìn bọn họ. Nhược Vi, làm em thức giấc à? Lăng Khiên dịu dàng kéo cô vào lòng. Cô ngồi lên đùi, trừng mắt nhìn anh. Sao anh lại đánh cô ấy? Lăng Khiên quàng tay qua eo cô. Cô ta đáng bị như thế, vì dám chạm vào anh, lại còn làm em hiểu lầm anh. Minh Tuệ đang ôm mình đau đớn giữa sàn, những vết thương trên da đã rỉ máu ra. Cô ta ngước mắt lên nhìn Nhược Vi, thoáng lên vẻ kinh ngạc. Cô là... Đây chẳng phải là con nhỏ nữ sinh hôm bữa to gan với cô hay sao? Nhược Vi ngước mắt nhìn Minh Tuệ. Tôi là Nhược Vi, hôm bữa chúng ta đã gặp nhau ở trường rồi. Lăng Khiên nhíu mày nhìn cô. Em quen cô ta? Cô liền gật đầu. Bọn em học chung trường. Minh Tuệ thấy vẻ thân mật của cô và Lăng Khiên
liền bò người lại năn nỉ cô. Nhược Vi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi về việc hôm bữa, xin cô hãy tha cho tôi, làm ơn. Cô ta vừa khóc vừa nói. Nhược Vi thấy không đành lòng, quay sang lay tay anh. Lăng Kiên nheo mắt. Em muốn tha cho cô ta. Cô gật đầu, quàng tay qua cổ anh, mắt long lanh. Thấy bộ dạng đáng yêu của cô, anh nhếch khóe môi lên. Được rồi, nếu em muốn thì anh sẽ tha cho cô ta. Nhược Vi nở nụ cười để lộ hai núm đồng tiền. Lăng Khiên liếc nhìn qua mấy tên vệ sĩ. Đừng đánh nữa, giao trả cô ta về cho cha cô ta đi. Vâng, thưa chủ nhân. Mấy tên vệ sĩ cung kính nghe lệnh. Sau đó anh bế cả người cô rồi lên phòng. Lăng Khiên, đừng, em rất mệt. Vừa vào phòng, Lăng Khiên đá quăng cô lên giường rồi nằm đè xuống. Mặt Nhược Vi bất giác lại ửng đỏ. Anh giữ cô nằm ở dưới thân mình. Mệt sao không ngủ tiếp, lại mò xuống dưới hả? Cô chống tay lên ngực anh. Em nói thật đó, em thực sự không có sức nữa đâu. Tên đàn ông này đúng là ham ăn mà. Mới đó mà đã muốn ăn cô nữa rồi. Lăng Khiên nhìn cô đầy nhu tình rồi nhéo cái má phúng phính của Nhược Vi. Được rồi, tạm thời buông tha cho em, nhưng mà không có lần sau đâu. Giờ phút này anh thực sự đã cảm thấy được hạnh phúc. Cuối cùng anh cũng đã có được cô. Sau đó anh nằm qua bên cạnh, giang tay ôm lấy thân thể nhỏ nhắn kia. Nhược Vi tựa đầu vào ngực, lắng nghe nhịp tim của anh. Tim của cô cũng bắt đầu nhảy nhót. Cô dần dần thiếp đi và giấc ngủ trong sự ấm áp. Bên tai còn văng vẳng những lời nói của Lăng Khiên. Nhược Vi, em là của tôi. Sáng hôm sau, cô lại tỉnh dậy trong tình trạng mệt mỏi, xương cốt rã rời. Tất cả cũng chỉ tại vì tên Lăng Khiên kia. Suốt đêm hôm qua ngủ, anh ta bắt buộc cô chỉ nằm một tư thế để anh ta ôm, không cho cô xoay chuyển gì cả. Anh ta đúng là càng ngày càng biến thái quá mà. Nhược Vi mở mắt tính ngồi dậy thì đã bị một cánh tay rắn chắc siết lấy eo, khiến cô ngã nhoài ra giường. Còn sớm, em đi đâu vậy chứ? Hôm nay thứ bảy, em đâu có đi học. Lăng Khiên lại ôm cô vào người, mắt vẫn nhắm nghiền. Lăng Khiên, em muốn dậy, em rất đói bụng. Nhược Vi vừa nêu ý kiến vừa cố đẩy anh ra. Anh từ từ mở mắt ra nhìn, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng nhưng nồng nàn, không có sự mạnh mẽ hay cuồng dã, chỉ là một nụ hôn chào buổi sáng. Sau đó Lăng Khiên lại đưa môi lên trán cô, đặt lên đó thêm một nụ hôn nhẹ nữa, rồi anh nhếch môi cười. Vậy thì chúng ta xuống phòng ăn thôi. Sau khi Nhược Vi trở về phòng thay đồ xong xuôi, Lăng Khiên kéo tay cô xuống phòng ăn trước ánh mắt kinh ngạc của quản gia. Không cần nói nhiều, quản gia cũng biết tối qua xảy ra chuyện gì. Lăng Khiên ngồi vào bàn ăn và kéo cô ngồi lên đùi. Đối với mấy tên vệ sĩ tai không nghe mắt không thấy thì chẳng sao, nhưng đối với mấy người hầu trong nhà nhìn chằm chằm, cô rất ngại. Lăng Khiên để cô ngồi lên đùi, lấy dao cắt từng miếng xúc xích trên đĩa rồi đút cho cô ăn. Nhược Vi ngượng đỏ mặt. Lăng Khiên, em không phải con nít 3 tuổi mà không thể tự xúc ăn. Lăng Khiên cười cười, vẫn đưa miếng xúc xích đến miệng cô. Nhưng anh muốn làm như vậy. Phải, anh luôn muốn yêu thương và chiều chuộng Nhược Vi. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, anh không kìm được mà thả dao dĩa xuống, đưa tay ôm lấy eo cô siết chặt. Mặt ngước lên tìm kiếm đôi môi anh đào kia. Nhược Vi bị anh hôn xấu hổ đỏ mặt, úp mặt vào cổ anh. Lăng Khiên, ở đây có người, đừng làm như vậy. Anh buồn cười trước bộ dạng của cô rồi lên tiếng ra lệnh. Các người ra ngoài hết đi. Quản gia và người hầu hiểu ý, cúi đầu chào, sau đó đi ra ngoài đóng cửa lại. Bây giờ thì rút đầu rùa của em ra khỏi cổ anh được rồi chứ? Lăng Khiên nhếch môi cười. Cô đẩy nhẹ người anh ta ra. Trần Lăng Khiên, anh thật đáng ghét. Sau đó anh lại triền miên hôn lấy cô. Kể từ khi Nhược Vi chấp nhận Lăng Khiên thì anh ta cứ dính chặt lấy cô, không cho rời nửa bước. Tất nhiên là trừ khi đi học, còn lại những ngày nghỉ đều lôi cổ cô đến công ty rồi ngồi nguyên một ngày. Tên này càng lúc càng quá đáng mà. Hôm nay Nhược Vi lại nghỉ học
và tất nhiên là tên Lăng Kiên kia sẽ đem cô vào văn phòng làm việc của mình. Em không phải sủng vật, cô kiến nghị. Lăng Kiên đang ngồi trên bàn làm việc, dở tài liệu xem xét. Nhưng em là người của anh. Nhược Vi ngồi ngay ghế sofa khó chịu. Chẳng lẽ cưới em về rồi thì anh sẽ giam lỏng em thế này sao? Nếu như thế được thì càng tốt. Anh mắt vẫn dán vào tập tài liệu. Nhược Vi bực bội đứng phát dậy. Trần Lăng Khiên, anh đáng ghét, em không ở lại nữa đâu, chán quá, mặc kệ anh. Nói xong cô liền đi ra ngoài cửa. Vừa chạm tới nắm cửa thì đã có một cánh tay rắn chắc ôm lấy cô từ phía sau. Nhóc con, em mà bước ra nữa anh sẽ ăn em ngay tại đây đấy. Cảm nhận hơi thở người đàn ông bên tai mình, tim cô lại rung lên. Nhược Vi ngượng đỏ mặt xoay người lại. Lăng Khiên. Thấy cô tức giận, anh liền thấp giọng. Được rồi, anh sẽ không đùa nữa. Mới đó mà đã nổi nóng rồi sao? Cô trừng mắt nhìn Lăng Khiên. Đáng ghét. Anh ta bật cười rồi kéo Nhược Vi tới bàn làm việc để cô ngồi lên đùi mình. Bỗng có tiếng gõ cửa. Cô muốn đứng dậy ra ghế sofa nhưng lại bị Lăng Khiên giữ chặt eo. Em ngồi yên. Nhược Vi trừng mắt tỏ vẻ không đồng ý nhưng lại không dám phản kháng. Ngô Diêm bước vào phòng, liếc mắt nhìn cô một chút rồi đi tới đối diện hai người. Hừ, từ đầu cô đã không ưa tên mặt lạnh này. Lần trước dám nạt cô. Có chuyện gì vậy? Lăng Khiên cất giọng nghiêm nghị. Thưa chủ nhân, lô vũ khí mới đã hoàn thành, ngày mai là có thể giao rồi ạ. Tốt, người đã liên lạc với bộ phận không quân ở bên Italia, bảo họ dọn đường bay chưa? Dạ rồi ạ, sáng mai 9 giờ, chúng ta sẽ cất cánh. Tốt, người lui ra đi. Anh phẩy tay, Ngô Diêm liền cung kính cúi chào. Vâng, tôi xin phép lui trước. Rồi ra khỏi phòng. Nhược Vi nãy giờ nghe cũng loáng thoáng hiểu được. Cô đã quen sống trong giới hắc đạo này nên tất nhiên là biết một ông trùm như Lăng Khiên làm sao bỏ qua việc buôn bán vũ khí với lợi nhuận khổng lồ được chứ. Lăng Khiên nhìn cô đăm chiêu. Nhược Vi, có dịp để em trổ tài rồi đấy. Cô ngả đầu sang một bên khó hiểu. Tài gì? Ngày mai đích thân anh sẽ đi vận chuyển lô vũ khí mới và em sẽ là cận vệ của anh. Anh siết chặt cô vào trong người. Nhược Vi nhìn chằm chằm nghi vấn. Chẳng phải có Ngô Diêm rồi sao? Cần em đi làm gì? Lăng Khiên nhếch môi cười. Lô vũ khí này rất lớn, cho nên cần đến hai chiếc máy bay chuyên chở. Anh một chiếc, Ngô Diêm một chiếc, nên em phải đi làm cận vệ cho anh. Với lại... Sau đó anh vùi mặt vào mái tóc cô, nói khẽ bên tai. Anh cũng không thể nào xa em. Môi của Lăng Khiên lướt trên cánh cổ trắng ngần của cô. Nhược Vi mặt đỏ ửng, vội đẩy anh ta ra. Đừng mà Lăng Khiên, ở đây là công ty. Nhưng hai cánh tay rắn chắc của anh lại ôm chặt cô hơn. Cái tên tham ăn này không phải muốn làm thịt cô ngay tại đây chứ? Lăng Khiên dường như không nghe thấy, cánh tay làm loạn luồn vào trong chiếc áo phông của cô. Trời ơi, xấu hổ chết đi được. Cái tên đàn ông chết bầm này. Dục vọng nguyên thủy đã nổi lên trong người Lăng Khiên. Mỗi lần ở gần người con gái này thì anh lại không tự kiềm chế được. Anh bế xốc Nhược Vi lên, bước đến chỗ ghế sofa, đặt cô nằm xuống. Cô chống tay lên ngực anh, cố tìm ra tia hy vọng cuối cùng trước khi bị làm thịt. Lăng Khiên, ai vào sẽ thấy đó. Và tia hy vọng của cô hoàn toàn bị dập tắt khi Lăng Khiên cúi xuống ngấu nghiến đôi môi cô đến sưng đỏ. Nhược Vi mặt đỏ như trái ớt, muốn chọc thủng đôi mắt rực lửa của tên Lăng Khiên kia. Anh ta đúng là không biết xấu hổ mà. Sao cô lại yêu nhầm tên đàn ông này cơ chứ? Lăng Khiên không kiềm chế nữa mà cúi xuống hôn lên ngực cô. 2 giờ trong bóng tối mịt mù, giữa căn phòng rộng lớn có hai thân thể đang quấn lấy nhau trên giường. Chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên phá hỏng bầu không khí tĩnh lặng. Lăng Khiên một tay ôm cô, một tay với lấy điện thoại bấm nút nghe. Chủ nhân, có chuyện rồi, lô hàng của chúng ta đã bị cướp. 2 chiếc máy bay vận chuyển hàng và 6 chiếc máy bay chiến đấu đều đã bị cướp. Giọng nói hốt hoảng của Ngô Diêm vang lên. Lăng Khiên giật nảy mình ngồi dậy. Cái gì?
sao có thể là như thế được chứ? Là ai? Thưa, hình như là bọn người của Joseph. Chỉ có thể là hắn, vì hắn trước giờ vẫn luôn đối đầu với chủ nhân. Thưa, tối nay khi mọi thứ, lô hàng và máy bay đã đậu ở ngoài sẵn sàng để buổi sáng xuất phát, thì đám người của Joseph đã đi trực thăng đến để thả dây xuống và tấn công người của chúng ta bằng vũ khí. Do bọn chúng tấn công quá bất ngờ, lại quá đông, cho nên người của chúng ta không trở tay kịp. Xin chủ nhân thứ lỗi, là lỗi của tôi. Ngô Diêm gấp gáp. Lăng Khiên tức giận chửi thề. Chết tiệt, có phải bây giờ bọn chúng đang đi đến Italia không? Dạ phải. Ngô Diêm nhanh nhảu đáp. Nhược Vy đang nằm thấy Lăng Khiên tức giận nghe điện thoại, liền ngồi dậy nhìn anh lo lắng. Anh đang vô cùng tức giận. Tên Joseph này to gan, muốn đối đầu với anh. Dám ngang nhiên đến cướp lô vũ khí quan trọng của anh. Chuẩn bị máy bay khác cho tôi. Ngay bây giờ, tôi sẽ ra đó. Phát huy mọi thế lực, Ngô Diêm gọi đến cho Bộ Quốc phòng mở một đường bay khác đến Italia. Dù sao, chúng ta cũng cần giao hàng tới đó theo đúng kế hoạch. Lăng Khiên ra lệnh, sau đó lập tức cúp máy. Xuống giường mặc quần áo, Nhược Vy ngồi nhổm dậy. Lăng Khiên, em đi với anh. Anh nhìn cô gật đầu. Dù cô không nghe rõ đầu đuôi cuộc đối thoại, nhưng chắc chắn là lô hàng có vấn đề, nên Lăng Khiên mới gấp gáp như vậy. Trên bãi cỏ rộng lớn của ngôi biệt thự Dry, nằm ở vùng ngoại ô cách xa thành phố, có vài chiếc máy bay nhỏ ngụy trang thành máy bay thông dụng đậu sẵn ở đó. Lăng Khiên và cô ngồi vào một chiếc, Ngô Diêm ngồi một chiếc. Lúc trên đường đi tới đây, Nhược Vy đã được nghe nói về số lô hàng bị mất. Cô đã rất lo lắng. Lô hàng này rất quan trọng với Lăng Khiên. Trong máy bay của cô, ngoài mấy tên vệ sĩ và canh tân ra, thì là người lái máy bay chuyên biệt cho Lăng Khiên. Còn có Nghị Bảo, cũng là cận vệ của Lăng Khiên, chỉ dưới tay của Ngô Diêm mà thôi. Hai chiếc máy bay từ từ cất cánh. Lăng Khiên ngồi ôm cô trong máy bay. Nét mặt từ suốt đêm tới giờ vẫn luôn nghiêm nghị. Một khi không thể đoạt lại được lô hàng sớm thì cứ ngồi đợi, thời khắc kiểu gì cũng tới. Tảng băng dưới mặt nước thế nào rồi cũng nổi lên. Lại có một sự trợ giúp toàn diện của Bộ Quốc phòng, Lăng Khiên không lo không tìm ra lô hàng. Trong suốt quãng thời gian, tất cả đều im lặng chờ đợi. Mục tiêu xuất hiện rồi. Hệ thống liên lạc có tiếng Ngô Diêm vọng đến. Hai chiếc máy bay chở hàng và 6 chiếc máy bay loại hình nhỏ. Chúng đang bay phía trước chúng ta, thưa chủ nhân. Giọng của Ngô Diêm có chút phấn khích, mang đầy mùi máu tanh. Theo dõi hình ảnh xuất hiện trên radar, Lăng Khiên cau mày. Hai chiếc máy bay vận tải chuyên chở toàn bộ lô vũ khí và 6 chiếc máy bay loại hình nhỏ bên cạnh. Người khác không biết, chứ anh biết rõ. Đó là máy bay chiến đấu thuộc lô hàng anh bán đi Italia. Mặc dù máy bay đã được ngụy trang, nhưng vẫn không thể qua được mắt anh. Nghị Bảo nhìn màn hình rồi nói. Đó là máy bay chiến đấu loại hình mới nhất. Đây là lô hàng mới nhất mà tổ nghiên cứu của anh ta vừa phát minh ra. Anh ta biết rõ tính năng của chúng, đều là loại tiên tiến nhất hiện nay. Chợt tiếng nói của Ngô Diêm lại phát ra. Chủ nhân, đối phương yêu cầu nói chuyện ạ. Thấy tín hiệu kết nối nhấp nháy trên màn hình, anh liền lên tiếng. Kết nối. Vài giây sau, khuôn mặt của Joseph xuất hiện trên màn hình. Anh ta là một người con lai giữa Trung và Mỹ. Tôi cứ tưởng, ai thì ra là ông trùm xã hội đen Trần Lăng Khiên đang ngáng đường bay của tôi. Joseph nhếch môi cười. Lăng Khiên để cô dựa vào lòng, cất giọng lạnh lùng. Hãy bớt đóng kịch đi. Tốt nhất là người hãy tự giác trao trả lại lô hàng. Joseph bật cười. Ha, được được rồi. Joseph tôi đây đã lấy thì sẽ không trả lại. Nếu Trần tiên sinh đây thực sự bản lĩnh như lời đồn thì cứ việc cướp. Bye bye. Anh ta nói lời tạm biệt xong lại chêm thêm một câu trước khi tắt hệ thống. À mà cô gái bên cạnh anh rất xinh đẹp, chắc là tôi phải cướp nhỉ? Nhược Vy nhìn qua anh thì thấy mặt Lăng Khiên tối sầm lại. Tên Joseph này đúng là ăn gan trời khi dám thách thức Lăng Khiên. Nghị Bảo chăm chú theo dõi tuyến bay và đội hình trên radar. Thứ đáng giá nhất của lô hàng là mấy chiếc máy bay chiến đấu. Đây là loại hiện đại nhất trên thế giới hiện nay. Máy bay chúng ta đang lái không thể sánh bằng 6 chiếc đó. Bất kể về tốc độ, tầm bắn hay độ chuẩn xác, chúng ta đều không bằng.
mạo hiểm xông lên sẽ bị chúng tiêu diệt. Ngô Diêm nghe xong chăm chú nhìn lên màn hình. Lăng Khiên cũng không lên tiếng. Lô hàng này rất quan trọng, do đó lô hàng này rơi vào tay bất cứ kẻ nào cũng sẽ có chuyện không hay. Anh chợt cất giọng. Nghị Bảo, gọi điện điều thêm 8 chiếc máy bay bay đến đây để trợ giúp. Nghị Bảo liền cúi đầu vâng lệnh, rút điện thoại ra gọi. Chủ nhân, tôi bây giờ lập tức điều hòa lực lượng mạnh hơn để đối phó với chúng. Ngô Diệm cất giọng lạnh lùng. Anh ta quan niệm trên đời này không có thứ gì là vô địch. Lăng Khiên quan sát 8 chiếc máy bay bay qua màn hình hiển thị. Anh nói với Ngô Diệm. Người hãy nhìn rõ đường cự ly của chúng bây giờ. Không chỉ Ngô Diêm mà cả Nhược Vi cũng nhớn mắt lên nhìn. 6 chiếc máy bay chiến đấu loại hình mới nhất xếp thành vòng tròn, trong khi 2 chiếc máy bay vận tải chính giữa bám sát máy bay chiến đấu. Khoảng cách nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn. Cô bất giác sờ mũi. Trên màn hình khác, Ngô Diêm tỏa ra luồn sát khí đáng sợ. Lăng Khiên chậm rãi lên tiếng. Ở khoảng cách gần như vậy, nếu phá hủy bất kỳ máy bay chiến đấu nào, máy bay chở hàng bên cạnh cũng không thể chịu nổi sự tấn công. Trong máy bay chở hàng không chỉ có súng ống mà cả đạn pháo. Nếu bị nổ ở cự ly gần sẽ dẫn đến phản ứng nổ di truyền, tất cả đều bị hủy diệt. Nhưng mục đích của ta là lô vũ khí đó. Ngô Diêm nhíu mày. Tấn công từ xa thì không được, nếu tiến lại gần thì sẽ bị họ tiêu diệt. Chủ nhân, lẽ nào chúng ta buộc phải để chúng tới đích? Một khi chúng giao hàng thành công, chúng ta không thể làm gì khác. Nếu một khi lô hàng đã bị bọn chúng bán cho người khác, lô hàng sẽ chính thức thuộc về tay người đó vì họ bỏ tiền mua chính đáng. Đó là quy tắc của giới hắc đạo, không thể phạm vào. Bây giờ, lô hàng vẫn còn đang nằm trong tay Joseph. Lăng Khiên phải dùng bất cứ thủ đoạn nào để đoạt lại. Tất cả mọi người đều im lặng nhìn Lăng Khiên, chờ đợi mệnh lệnh của anh. Nhược Vi chăm chú theo dõi màn hình radar. Một hồi lâu cất giọng hỏi nhẹ. Gây nhiễu tín hiệu rồi đột nhập lên máy bay. Cô vừa dứt lời, những người xung quanh đứng sững sờ. Lăng Khiên cũng ngạc nhiên quay qua nhìn cô. Lời nói của Nhược Vi thoạt nghe có vẻ đơn giản như trở bàn tay, nhưng đây là máy bay chiến đấu đời mới nhất. Gây nhiễu tín hiệu rồi đột nhập vào máy bay, đây quả là một ý nghĩ ngông cuồng. Em tính gây nhiễu cái gì? Lăng Khiên lên tiếng hỏi. Sau vài phút im lặng, cánh tay ôm lấy eo cô, Nghị Bảo liền gật đầu. Vấn đề nằm ở chỗ đó, đường đi của lô máy bay chiến đấu này là được điều khiển bằng vi tính, độ nhạy cảm và xuất sắc phân biệt đều ở mức cao nhất. Vì vậy, không thể chịu đựng bất cứ sự gây nhiễu nào. Một khi bị động đến, tất cả sẽ xảy ra vấn đề. Đây chính là nhược điểm duy nhất của nó. Nhưng cũng vì điểm quan trọng này, chúng tôi mới lập ra tầng tầng lớp lớp phần mềm bảo vệ. Gây nhiễu là công việc vô cùng khó khăn. Nghị Bảo nói xong, mọi người ai cũng trầm mặc một hồi. Lăng Khiên cau mày. Anh biết là Nhược Vi rất giỏi về phá giải và gây nhiễu, nhưng đây là phần mềm siêu phẩm công nghệ cao, nên đây là một việc rất khó khăn. Huống chi Nghị Bảo ngoài là một cận vệ còn là một tiến sĩ về máy móc và vi tính. Lời nói của anh ta có quyền uy quyết định. Nhược Vi bước lại gần máy tính. Cô chăm chú nhìn một loạt thông số trên màn hình. Bí mật quân sự không nói làm gì. Đây còn là công nghệ cao mới được chế tạo. Đấy có vẻ là một thử thách dành cho cô đây. Nghị Bảo ở bên cạnh nhìn cô nhíu mày. Đây là phần mềm do những người tài giỏi dưới trướng anh ta tạo ra. Nếu dễ dàng bị phá giải hay gây nhiễu, anh ta chỉ còn nước rời khỏi Lăng Khiên về quê quốc đất. Không biết cô tiểu thư Nhược Vi này có bản lĩnh gì mà đòi phá giải. Nghị Bảo chỉ mới gặp cô gái này sáng nay, nghe nói là vị hôn thê của chủ nhân và là con gái của boss lừng danh. Nhưng nhìn vẻ bề ngoài cũng chỉ là một tiểu thư đơn thuần mà thôi. Biết gì mà phá giải mấy thứ này? Lăng Khiên mở to mắt nhìn cô. Máy bay chở hàng tuy không nhanh như máy bay chiến đấu nhưng cũng không quá chậm. Nếu Nhược Vi không thể phá giải trong vòng 20 phút, mọi việc coi như xong. Cô căng mắt nhìn thông số trên màn hình. Ngô Diêm từ hệ thống liên lạc lên tiếng. Cô có được không đó? Nhược Vi lườm anh ta qua màn hình. Dám xem thường mình à? Hai bàn tay cô lập tức múa trên bàn phím. Thấy Nhược Vi bắt đầu xâm nhập vào phần mềm điều khiển chiếc máy bay chiến đấu, Lăng Khiên ra lệnh. Hãy bay cao hơn nữa, vào cự ly tầm bắn ngắn nhất. Nghe lệnh của anh,
Canh Tân lập tức đẩy điều khiển đưa máy bay lên cao với độ cao so với 8 chiếc máy bay của Joseph. 10 chiếc máy bay trong đội Lăng Kiên xuyên qua làn mây, bay trên đầu máy bay của Joseph. Đồng thời, họ giữ nguyên đội hình và khoảng cách an toàn. Trong khi đó, 2 chiếc máy bay chở hàng và 6 chiếc máy bay chiến đấu của Joseph vẫn tiếp tục duy trì hành trình như cũ. Nhược Vi, em còn lại 5 phút. Lăng Kiên đứng sau lưng cô cất giọng đều đều. Chỉ còn 15 phút nữa, đoàn máy bay sẽ tới Italia. Thời gian dành cho Nhược Vi không còn quá 5 phút. Thời gian là thứ nhạy cảm đối với một sát thủ cận vệ như cô. Còn lại bao nhiêu thời gian, trong lòng Nhược Vi biết rõ. Cô chăm chú, đôi bàn tay cô vẫn thao tác rất nhanh trên bàn phím. Trên mặt Nhược Vi chỉ có sự bình tĩnh và tập trung tuyệt đối. Qua màn hình hiển thị, Ngô Diêm thấy Lăng Kiên không có bất cứ biểu hiện nào khác, giống như hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của Nhược Vi. Lăng Kiên nghiêm mặt cất giọng trầm trầm. Chuẩn bị tăng tốc, mở cửa khoang dưới, người được chọn vào vị trí sẵn sàng. Tất cả mọi người đều vâng lệnh anh, không hó hé một lời. Nhược Vi chăm chú theo dõi hàng loạt thông số không ngừng chuyển động trên màn hình. Màn hình đột nhiên có sự nhấp nháy, Nhược Vi lập tức click vào. Trên màn hình theo dõi, 6 chiếc máy bay chiến đấu hơi rung nhẹ. Canh Tân thấy vậy hét lớn. Có bất thường. Lời nói vừa phát ra, tất cả mọi người đều đứng bật dậy. Cô mở miệng nói với Lăng Kiên. Em không phá giải được, chỉ có thể gây nhiễu. Các anh có nhiều nhất 1 phút 30 giây. Phần mềm này công nghệ quá siêu đẳng, cô chỉ có thể gây nhiễu mà thôi. Quả là người của Lăng Kiên toàn là thiên tài vũ khí. Anh ôm eo Nhược Vi. Như vậy là đủ rồi. Rồi Lăng Kiên lên tiếng ra lệnh. Tăng tốc lái sát vào. Cùng lúc mấy chiếc máy bay vừa được điều tới do Ngô Diêm chỉ huy nhanh chóng hạ độ cao xuống gần máy bay của Joseph. Những người được chọn chờ sẵn ở khoang dưới máy bay, chuẩn bị nhảy xuống máy bay bên dưới. Những người được chọn này đều là cao thủ của cao thủ. Bùm! Một chiếc máy bay trong quân đội Lăng Kiên vừa áp sát chiếc máy bay chiến đấu bên dưới đột nhiên bắn nổ tung. Anh sững người trong một giây, Nhược Vi nghiến răng. Có người trong chiếc máy bay đó chống lại sự gây nhiễu của em không thể khống chế được. Vừa nói, Nhược Vi vừa múa 10 đầu ngón tay trên bàn phím. Hai bên bắt đầu cùng đọ sức, liên tục áp chế và phản áp chế. Lăng Kiên thấy vậy, mặt còn lạnh hơn. Anh bỏ tay ra khỏi eo cô, đột nhiên mở miệng. Bay qua bên đó, chiếc này để tôi. Lăng Kiên vừa dứt lời, Nghị Bảo đang đứng ở cửa khoang dưới máy bay sẵn sàng nhảy xuống. Không, để tôi đi. Cảnh Tân phụ trách lái máy bay cũng cất cao giọng. Chủ nhân, không được đâu, nguy hiểm lắm. Lăng Kiên không trả lời gì, anh chỉ quăng cho Nhược Vi một bộ đàm nhỏ để gắn vô tai rồi nói. Nhớ giữ liên lạc với anh. Cô chỉ kịp chụp lấy rồi lập tức quay lại màn hình vi tính. Đối phó với kẻ chống cự lại sự gây nhiễu kia, anh đeo thiết bị thông tin và nhanh chóng đi đến chỗ Nghị Bảo. Lăng Kiên háng giọng nói với anh ta. Người không có bản lĩnh đó. Nói xong, anh liền thả người xuống dưới, ra khỏi khoang máy bay. Nghị Bảo sững sờ, đưa mắt nhìn chiếc máy bay chiến đấu không ngừng lắc qua lắc lại để chống đỡ sự gây nhiễu của Nhược Vi ở bên dưới. Joseph chắc đang ở trong chiếc máy bay này. Từ ô cửa, đạn không ngừng bắn một cách điên cuồng. Đổi lại là Nghị Bảo. E rằng anh không có khả năng thoát khỏi làn mưa đạn và đáp xuống chiếc máy bay đang lắc lư kia. Chiếc máy bay của Joseph không ngừng nã đạn vào máy bay của Lăng Kiên. Lăng Kiên tránh làn đạn, cả người treo lủng lẳng trên đầu máy bay Joseph. Còn 8 giây nữa thôi. 7 giây, 6 giây. Nhược Vi lạnh lùng theo dõi màn hình. 10 đầu ngón tay vẫn gõ không ngừng trên bàn phím. Nhận được thông báo của cô qua tai nghe, anh liền nhìn xuống tìm kiếm điểm rơi. Máy bay của anh càng ngày càng sát với máy bay kia. Khi hai chiếc máy bay vẫn tiếp tục thu hẹp khoảng cách, chỉ trong giây lát, phán đoán hai chiếc máy bay xuất hiện cự ly ngắn nhất. Lăng Kiên lao xuống máy bay bên dưới. Khi ở trên lưng máy bay, anh giơ tay túm lấy thanh ngang trên bụng máy bay, dùng cánh tay còn lại bám chặt vào thân máy, vắt người lên trên. Nấp hoàn toàn ngay dưới máy bay, làm những kẻ ở trong máy bay mất dấu anh. Mọi chuyện xảy ra trong giây lát. Sau khi Lăng Kiên nhảy xuống, Canh Tân lập tức tăng tốc độ đưa máy bay lên cao,
thoát khỏi tầm bắn của máy bay dù dép. Cùng lúc đó, Ngô Diêm cũng ra lệnh qua hệ thống. Rút lui, những chiếc máy bay của đội Lăng Khiên phóng lên cao, giữ khoảng cách an toàn với máy bay chiến đấu. 1 giây. Việc gây nhiễu sóng bị cắt đứt, màn hình trước mặt Nhược Vi đột nhiên nhấp nháy. Cô buông tay ra, ngồi tựa vào chiếc ghế phía sau, rồi chậm rãi đứng dậy, bất giác nhìn xung quanh. Lăng Khiên đâu? Sao Nghị bảo anh lại ở đây? Lúc nãy, lo tập trung mà cô chỉ nghe loáng thoáng được Nghị bảo xung phong làm người đột nhập máy bay. Sau đó Lăng Khiên tự nhiên quăng cho cô cái bộ đàm gắn vào tai. Nhược Vi cũng chẳng để ý gì, chỉ mải miết múa tay trên bàn phím. Thấy cô ngờ vực nhìn mình, Nghị bảo không trả lời, tiếp tục quan sát màn hình. Trên đó ngoài một chiếc máy bay ra thì không có một bóng người. Chủ nhân đang ở trên đó. Nhược Vi sững người trong giây lát, cô bắt đầu lo lắng. Chỉ tại gặp phải thử thách là quên hết mọi chuyện xung quanh mà cô không để ý đến Lăng Khiên nhảy xuống từ lúc nào. Lăng Khiên từ từ xuất hiện trên màn hình. Nhược Vi chăm chú theo dõi, gương mặt đầy vẻ sửng sốt. Anh đang ở đuôi máy bay, từ từ lao về phía đầu. Đến cửa sổ, vừa vặn có đầu người thò ra tìm kiếm dấu vết của anh. Lăng Khiên liền lấy tay nắm lấy cổ người đó bẻ sang một bên. Người đó ngất xỉu và bị anh kéo khỏi máy bay ném thẳng xuống dưới. Cô bất giác rùng mình, đúng là Lăng Khiên rất tàn bạo. Nhưng Nhược Vi thấy bất an. Dù biết anh không phải là một người tầm thường, đã được đào tạo chuyên nghiệp, nhưng cảnh tượng này làm cô muốn thót tim. Lăng Khiên trườn người xuống phía kia thân máy bay. Anh tránh né sự truy tìm của người ở bên trong cửa sổ, rồi đột ngột ra tay xử lý từng tên. Nhược Vi nghiêm túc nhìn màn hình, lòng lo lắng không yên. Nghị Bảo thấy vậy liền lên tiếng. Cô yên tâm, đây chỉ là chuyện vặt với chủ nhân. Quả thật, bản lĩnh của Lăng Khiên cô không thể nào xem thường. Tất cả mọi người, cô, Nghị Bảo, Ngô Diêm đều chăm chú theo dõi màn hình. Anh nhanh chóng bỏ lên đầu máy bay. Ở đó có một cửa khoang có thể mở. Anh nằm trên đó, thần sắc vẫn vô cùng bình tĩnh. Lăng Khiên đập mạnh vào cửa khoang. Cửa vừa mở ra, anh nhanh như tia chớp lao vào trong, rút súng ra bắn 5 tên thuộc hạ của Joseph. Tay của bọn chúng chưa kịp bóp còi súng thì cả người đã bị ngã nhào xuống, máu loang ra. Lăng Khiên nhìn Joseph ngồi im lặng bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Joseph bất động, lộ vẻ kinh hoàng. Anh ta không ngờ Lăng Khiên dám mạo hiểm nhảy xuống máy bay của mình như vậy. Dù rất sợ hãi, nhưng vì là một xã hội đen, anh ta mau chóng lấy lại bình tĩnh. Quả thật, ngài Trần tiên sinh đây rất có bản lĩnh. Lăng Khiên không trả lời tiếng nào, nhanh như cắt, giơ tay trái túm lấy cổ họng của đối phương. Joseph mặt trắng bệch trừng mắt. Lăng Khiên, người dám giết ta thì người cũng không sống được đâu. Ánh mắt Lăng Khiên toát ra nguồn khí âm u. Anh lập tức vặn tay, chỉ nghe một tiếng rắc, xương cổ của đối phương lập tức bị nát vụn. Đồng thời, Lăng Khiên quay người ném mạnh xác chết ra khỏi máy bay. Anh đúng là có sức mạnh kinh người, lại ra tay tàn độc, chỉ cần một chiêu đã giải quyết đối phương. Đây là cái giá phải trả cho kẻ nào dám thách thức Lăng Khiên. Trời ơi, sao cắt đứt nửa chừng vậy? Chiếc máy bay không người lái bị lao thẳng xuống bên dưới. Lăng Khiên nhanh chóng ngồi vào ghế phi cơ, ấn phím trên màn điều khiển rồi dùng hết sức kéo cần điều khiển lên. Nhưng mà anh quên mất một điều, chiếc máy bay loại hình mới này cần tới 2 người lái. Đã vậy, anh còn chưa biết rõ kỹ thuật lái của máy bay loại hình mới. Lăng Khiên nhanh tay mở hệ thống liên lạc trên màn điều khiển, cố gắng kết nối tín hiệu với bên canh tân. Chết tiệt, tên Joseph kia trước khi chết đã phá hệ thống liên lạc rồi. Đám Nhược Vi, Nghị Bảo, canh tân đang vô cùng căng thẳng vì không bắt được tín hiệu từ chiếc máy bay của Joseph. Lăng Khiên cố gắng lái máy bay. Chiếc máy bay đã không còn lao xuống, nhưng cũng không bay cao lên được mà cứ liên tục lắc lư mất cân bằng chỉ vì có một người lái. Đột nhiên, toàn bộ cánh cửa và cửa sổ đều tự động đóng chặt, không còn một khe hở hay ánh sáng mặt trời lọt vào. Anh bắt đầu cảm thấy hô hấp của mình trở nên khó khăn. Chắc chắn là người của tên Joseph đã hẹn giờ cho cửa tự động khóa. Dù rất khó thở, nhưng Lăng Khiên vẫn cố gắng điều khiển máy bay thăng bằng, tránh để nó lao xuống. Nghị Bảo nhìn màn hình gấp gáp. Tại sao không bắt được tín hiệu? Tất cả cửa máy bay đều đóng lại, chắc chắn là có chuyện.
Cảnh Tần cũng gấp gáp không kém, cố gắng bắt tín hiệu nhưng không hề có gì cả. Nhược Vi hoảng hốt lo lắng, rồi chợt sực nhớ ra. Đúng rồi, thiết bị liên lạc mà Lăng Khiên quăng cho cô. Cô đưa tay chỉnh lại tai nghe. Alo, alo, Lăng Khiên, anh có nghe em nói không? Nghị Bảo ngạc nhiên nhìn cô. Anh ta quên mất lúc nãy chủ nhân đã đưa cho Nhược Vi thiết bị liên lạc. Nhược Vi. Hơi thở Lăng Khiên nặng nề. Lăng Khiên, anh không sao chứ? Cô hốt hoảng mở miệng. Tất cả cửa máy bay đều khóa kín, không có một chút oxy ở đây. Anh hô hấp khó nhọc. Nhược Vi sợ hãi quay sang Nghị Bảo. Cửa máy bay chiến đấu đều bị khóa chặt. Lăng Khiên đang rất khó thở, anh mau nghĩ cách cứu đi. Sắc mặt Nghị Bảo vô cùng khó coi. Chỉ có thể dùng thuốc nổ để mở cửa máy bay ra thôi. Ngô Diêm, anh có mang theo thuốc nổ không? Vỏ của máy bay chiến đấu tương đối cứng, bất cứ một loại máy cắt đều không có tác dụng. Ngô Diêm tỏ ra sốt ruột. Với việc phá cửa, chỉ có thể dùng một loại thuốc nổ có công lực nhẹ. Nhưng mà lô hàng vốn đã bị cướp, loại đó không còn nữa, chỉ còn một loại thuốc nổ công lực mạnh thôi. Thuốc nổ công lực lớn không thể áp dụng vào máy bay của Lăng Kiên vì uy lực của nó tương đối đáng sợ. Một chiếc máy bay không thể chịu đựng được, huống chi là có người ngồi bên trong. Như vậy, Lăng Khiên sẽ còn gặp nguy hiểm hơn. Sắc mặt Cảnh Tân cũng đã trở nên khó coi. Nhược Vi lo lắng cực hạn, không hề rời mắt khỏi màn hình nhìn chiếc máy bay. Chiếc máy bay của Cảnh Tân nhanh chóng áp sát máy bay của Lăng Khiên. Ngô Diêm, Nghị Bảo căng thẳng đến cực điểm. Đến gần rồi, nhưng họ không có thuốc nổ, không có máy cắt, không có cách giải quyết trong thời gian ngắn. Cứ tiếp tục thế này, Lăng Khiên ở trong đó quá lâu sẽ bị ngộp thở. Vỏ máy bay được làm từ chất liệu đặc biệt nên muốn dùng súng đạn cũng không thể. Tim Nhược Vi rung lên. Hiện tại anh đang gặp nguy hiểm, cô phải làm sao để cứu đây? Bỗng nhiên một tia ánh sáng lóe lên trong đầu cô. Áp sát máy bay hơn nữa đi, cô hét lớn. Nghị Bảo mặt đã tái mét. Cô có cách gì chứ? Không có thuốc nổ cũng không có máy cắt, cô làm được gì? Mắt Nhược Vi sáng hẳn ra. Tôi đã có thứ cắt được. Anh ta sửng sốt nhìn cô. Cảnh Tần không biết cô làm gì, nhưng cũng áp sát máy bay xuống hơn. Nhược Vi đứng ngay cửa khoang. Dù là chưa từng trải qua mạo hiểm ở độ cao như thế này, nhưng cô cũng phải liều mình để cứu Lăng Khiên. Người đàn ông đó rất quý giá đối với cô. Cô tính làm gì? Nhảy xuống sao? Cô điên à? Nếu cô mất mạng, tôi có 10 cái đầu cũng không trả được cho chủ nhân đâu. Nghị Bảo trừng mắt. Cô kiên quyết. Anh quá xem thường tôi rồi đấy. Lăng Khiên làm được thì tôi cũng làm được. Dứt lời, Nhược Vi thả mình nhảy khỏi máy bay. Nghị Bảo hoảng hốt. Tiểu thư như cô, tại sao lại liều mạng như vậy? Ngô Diêm thông qua màn hình mở miệng. Nghị Bảo, cậu yên tâm đi. Tiểu thư Nhược Vi là một cận vệ sát thủ được do chính bốt đào tạo chuyên nghiệp. Anh không cần phải lo. Nghị Bảo sững sờ vài giây nhìn theo xuống dưới. Nhược Vi đã nhắm sẵn điểm rơi rồi mới nhảy xuống. Nhưng do chiếc máy bay chiến đấu không ngừng lắc lư nên cô bị mất thăng bằng trượt xuống dưới. Nghị Bảo đang đứng ở cửa khoang sau chiếc máy bay bên trên và Cảnh Tân đang lái máy bay chứng kiến cảnh đó mà tim muốn rớt ra ngoài. Nhược Vi ở dưới cũng không khá gì. Tim của cô cũng đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Tuy đã được đào tạo chuyên nghiệp, đây là lần đầu tiên cô nằm trên một chiếc máy bay bay giữa không trung thế này. Quả là không dễ dàng gì. Bằng bất cứ giá nào, cô cũng phải cứu Lăng Khiên ra. Nhược Vi với tay cầm lấy thang ngang, lộn người trở lại trên đầu máy bay, động tác rất chuyên nghiệp. Nghị Bảo và Cảnh Tân phải trừng mắt nhìn màn hình. Cả người Nhược Vi nằm trên thân máy bay, đầu cúi xuống cánh cửa bên hông máy bay đang bị khóa chặt. Cô rút từ chiếc giày bata của mình ra một lá bài cơ. Thoạt đầu nhìn lá bài cũng bình thường như lá bài khác, nhưng chất nó là một vũ khí siêu hạng. Lá bài có 4 cạnh, 3 cạnh kia đều rất bình thường. Riêng chỉ một cạnh còn lại vô cùng sắc bén, chỉ cần một đường cắt nhỏ thì ngay đá cũng đứt. Trên cạnh này còn có tẩm một thứ axit, dù là thép hay sắt cũng bị axit đó nung chảy tức thời. Lá bài này do cô trôm được ở phòng nghiên cứu của tổ chức. Nhược Vi nhanh chóng cúi xuống, dùng lá bài cắt một vòng tròn rất lớn, đủ để người lọt qua. Chỗ kim loại bắt đầu nóng chảy, tạo thành một đường tròn. Cô lấy tay đập mạnh vòng tròn đó ra.
Lăng Khiên ngồi bên trong gần như đã không còn sức để thở. Bỗng nhiên, cánh cửa bị cắt một lỗ hổng lớn, không khí tràn vào. Anh lập tức hít thở lấy oxy, tay vẫn cầm chặt cần điều khiển. Lăng Khiên xoay mặt qua nhìn cánh cửa thì thấy Nhược Vi chui lọt qua lỗ hổng. Nhược Vi, em làm sao lại ở đây? Anh sửng sốt hỏi. Thấy Lăng Khiên không sao nữa, cô mừng rỡ chạy tới. Anh liền kéo cô ôm vào lòng. Em từ máy bay kia nhảy xuống đây, dùng vũ khí này để cắt cánh cửa. Nhược Vi mở miệng. Lăng Khiên nhìn lá bài trong tay cô rồi gầm lên. Vương Nhược Vi, em có biết như vậy là rất nguy hiểm không? Tại sao em lại liều mạng như vậy? Cô siết chặt thắt lưng anh. Không, em không cần biết. Em chỉ biết rằng em không thể mất anh. Trái tim Lăng Khiên như có dòng nước ấm chảy vào. Anh không kiềm chế được mà cúi xuống hôn cô. Một nụ hôn mãnh liệt mang theo sự yêu thương và xúc động. Nhược Vi không ngại ngùng mà vòng tay qua cổ anh đáp lại nụ hôn. Bỗng nhiên, máy bay rung lắc mạnh hơn. Cô liền quay qua nhìn hệ thống điều khiển. Lập tức rời khỏi cánh tay Lăng Khiên, ngồi vào ghế lái bên cạnh. Em biết lái chứ? Đây là máy bay loại hình mới, không phải máy bay thường đâu. Anh nhớn mày. Nhược Vi nhếch miệng cười. Sao anh với tên nghị báo kia cứ xem thường em vậy chứ? Em là sát thủ cận vệ rất xuất đó. Lăng Khiên thấy vậy cũng nhếch khóe môi lên. Cả hai cùng lúc gạt cần điều khiển lên. Máy bay ngừng rung lắc, bay thẳng lên cao bằng máy bay của Canh Tân. Bên đây, Ngô Diêm và Nghị Bảo cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi giết được Joseph và giành lại 8 chiếc máy bay đến Italia, Lăng Khiên đã giao phó toàn bộ cho Ngô Diêm với Nghị Bảo tới địa điểm để giao hàng. Còn anh lại kéo Nhược Vi về khách sạn 5 sao. Màn đêm buông xuống. Trong căn phòng tổng thống, cô mệt nhoài ngồi xuống ghế sofa. Lăng Khiên lại ôm cô đặt lên đùi mình. Lúc nãy em có sợ không? Anh dịu dàng hỏi. Nhược Vi dựa đầu vào hõm cổ của anh. Có, em rất sợ. Đó là lần đầu tiên em nhảy xuống máy bay như vậy. Cô không hề giấu giếm anh. Lăng Khiên nhéo chóp mũi của cô. Nếu em mà xảy ra chuyện, anh biết phải làm sao đây hả? Nếu cô mà mất mạng thì anh cũng sẽ tự chôn sống mình. Cô dụi dụi đầu mình vào cổ Lăng Khiên. Em xin lỗi, nhưng em không thể bỏ mặc anh như vậy được. Sau đó, Nhược Vi chủ động hôn nhẹ lên môi anh. Vừa tính buông ra thì Lăng Khiên đã siết chặt eo cô giữ lại. Đổi chủ động thành bị động, anh ngậm lấy đôi môi của cô một cách điên cuồng. Người con gái này quý trọng tính mạng anh như vậy thì hỏi anh làm sao mà buông cô ra đây. Cánh tay rắn chắc của Lăng Khiên ôm chặt cơ thể nhỏ bé của cô, rắn chặt vào thân mình. Hận không thể hòa tan cùng cô. Sau một hồi dây dưa, cả hai mới buông nhau ra. Nhược Vi hít thở khó nhọc, mắt cô đã đỏ ửng lên. Được rồi, em rất mệt, em đi tắm đây. Nói xong, cô liền đứng dậy đi tới phòng tắm. Đột nhiên có một lực đưa tới nhấc bổng cô lên. Anh làm gì thế? Nhược Vi cuống quýt. Lăng Khiên hai tay bế cô lên, nhếch môi. Chúng ta cùng tắm. Chưa kịp phản bác thì cô đã bị ném vào bồn tắm. Chuyện xảy ra sau đó không cần nói thì ai cũng biết. Nhược Vi không biết mình có tắm rửa sạch sẽ được hay không. Chỉ biết ngay đêm hôm đó, cô đã được làm thịt rất sạch sẽ. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Cô cảm thấy xương cốt mình rã rời. Tên sói xám kia hôm qua đã tham lam ăn cô từ nhà tắm tới giường. Nhược Vi khó khăn ngồi dậy thì thấy tên sói xám đang ăn sáng một mình ngon lành mà người phục vụ mang tới. Cô tức giận cầm lấy gối ném thẳng vào anh ta. Lăng Khiên đáng chết, anh là kẻ lưu manh. Lăng Khiên không né mà chỉ ngồi cười cười chụp lấy cái gối. Vị hôn thê của anh ơi, hôm qua anh vẫn chưa ăn đủ cho nên nay anh phải lấy thức ăn để ăn bù đấy. Cô không ngu ngốc đến mức để không hiểu ý tứ mờ ám trong câu nói kia. Nhược Vi nghiến răng ken két. Trần Lăng Khiên, anh chết đi. Sau đó là hàng loạt cái gối bay thẳng vào mặt Lăng Khiên. Lần này anh ta cũng chẳng tránh mà còn cười ha hả. Nhược Vi sững người trong giây lát. Đây là lần đầu tiên cô thấy Lăng Khiên cười thoải mái như vậy. Anh thấy cô dừng tay liền kéo cô lại ôm vào người. Được rồi, đừng tức giận nữa. Là lỗi của anh, đã làm tối qua em rất mệt. Cô đỏ mặt trừng mắt nhìn anh ta. Tên này sao hôm nay lại thích đùa giỡn như thế không biết. Chọc cô điên tiết đi được mà.
Lăng Khiên chỉ cười cười rồi đút cho cô ăn. Nhược Vy sau một hồi tức giận cũng thấy bụng mình cồn cào, liền mở miệng đón lấy thức ăn. Sau khi ăn xong, Lăng Khiên đã đưa cô ngắm thành phố Italia. Nhược Vy thích thú dạo hết những con phố cổ kính của thành phố, đến vòi phun nước giữa quảng trường. Cô muốn tung tiền xu để ước, nhưng lại không có, chỉ có tiền giấy. Còn Lăng Khiên kia thì càng không có, chỉ toàn thẻ với séc. Nhược Vy bực bội trừng mắt nhìn anh. Lăng Khiên bật cười trước bộ dạng trẻ con của cô, liền giơ hai tay đầu hàng. Ồ, anh xin lỗi vì đã không xài tiền xu để ước một ngôi nhà, chỉ dùng một tờ séc để mua vài căn biệt thự thôi, là lỗi của anh. Cô cảm thấy buồn cười trước lời xin lỗi của anh. Tên đáng sợ này không ngờ cũng có khiếu hài hước như vậy. Thấy cô cười, Lăng Khiên ôm eo cô ngồi xuống cạnh hồ vòi phun nước. Tuy không có tiền xu, nhưng anh có một thứ trả cho em. Nhược Vy nhướng mày. Em nhớ anh đâu có mượn em thứ gì đâu. Lăng Khiên cười cười, rút từ túi quần ra một chiếc khăn choàng cổ bằng len. Cô mở to đôi mắt nhìn chân chối vào chiếc khăn kia. Thì ra anh chính là cậu bé đó. Cô nhận ra chiếc khăn len này là của mình. Năm đó lúc cô 6 tuổi, có một cậu bé hình như là người của tổ chức bị thương ngay cánh tay, nằm đau đớn ở sau vườn nhà cô. Nhược Vy thấy vậy đã lấy chiếc khăn choàng trên cổ băng bó vết thương cho cậu bé và dìu cậu ấy xuống phòng y tế của tổ chức. Cậu bé ấy chỉ nhìn cô mà không nói lời nào. Mắt Nhược Vy hơi ướt át. Cô cũng chẳng biết tại sao Lăng Khiên ôm cô, để đầu cô dựa vào ngực mình. Hồi anh 12 tuổi, anh đã được ba mình đưa vào tổ chức Đắc Nai để đào tạo. Trong thời gian huấn luyện, anh gặp xích mích với những đứa trẻ lớn hơn. Một lần chúng đã dùng vũ khí đánh anh bị thương ngay cánh tay. Anh chỉ biết chạy ra khỏi đó và đến khu vườn của ngôi biệt thự trốn. Lúc đó có một cô bé mang mặt nạ đến trước mặt anh và hỏi anh có sao không. Anh thực sự rất cảm động. Đó là lần đầu tiên kể từ khi anh bước vào tổ chức, có một người đã hỏi thăm anh. Cô bé ấy đã lo lắng mà cởi khăn choàng cổ của mình mà băng bó vết thương đang chảy máu. Sau đó lại dìu anh đến phòng y tế. Do mất quá nhiều máu mà anh đã ngất xỉu ngay sau đó, vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn đến cô bé ấy. Sau này anh mới biết cô bé đó đeo mặt nạ ấy chính là con gái của Bót. Khi anh 22 tuổi, cha đã nói với anh là anh có hôn ước với Maria Vương Nhược Vy, con gái của Bót. Em có biết anh vui mừng đến thế nào không? Khóe mắt Nhược Vy đỏ hoe. Lăng Khiên cười cười. Ngoan nào, đừng khóc nữa. Anh còn một thứ muốn tặng cho em. Cô lại tròn xoe mắt nhìn anh. Đột nhiên anh quỳ xuống chân cô, cầm một cái hộp bằng bọc nhung đưa tới trước mặt cô. Lăng Khiên từ từ mở hộp ra, một chiếc nhẫn kim cương nằm bên trong. Nhược Vy kinh ngạc nhìn anh. Anh mỉm cười. Vivi, tuần sau là sinh nhật thứ 18 của em. Dù em đã là vị hôn thê của anh, nhưng anh vẫn muốn hỏi em câu này. Maria Vương Nhược Vy, em đồng ý lấy anh chứ? Tim cô dường như muốn nhảy ra ngoài, nước mắt đã chảy xuống. Đây là giây phút hạnh phúc nhất đời cô. Nhược Vy gật đầu. Em đồng ý. Lăng Khiên vui sướng đeo nhẫn vào ngón tay cô và hôn lên môi cô. Nhược Vy quàng tay qua cổ anh, thốt ra lời từ đáy lòng mình. Lăng Khiên, em yêu anh. Một tuần sau đó, mọi người ai cũng tấp nập chuẩn bị cho hôn lễ. Đây là lễ kết hôn của ông trùm giới hắc đạo bạch đạo, tất nhiên là không thể tầm thường được, phải nói là xa hoa mới đúng. Lăng Khiên đã chọn lâu đài Roya làm nơi tổ chức và cũng là nơi hai người sẽ sống sau này. Từ hoa, nến, bánh, bàn ghế, thức ăn, thức uống, này cả cái dĩa cũng phải được lựa chọn kỹ càng và hoàn mỹ. Tất nhiên là những việc này được đẩy hết cho Nghị Bảo và Ngô Diêm. Hai người được giao sứ mệnh vô cùng cao cả, đó là tổ chức hôn lễ. Sau khi nghe tin này, Nghị Bảo đã muốn đập đầu tự tử tại chỗ. Một thiên tài về vũ khí như anh ta mà phải đi lựa hoa với nến sao? Giết chết anh ta luôn đi. Còn về Ngô Diêm thì may mắn thoát được vụ đó, chỉ được giao trọng trách an ninh trong hôn lễ thôi. Nhược Vy của chúng ta thì vô cùng thảnh thơi. Ngoài việc đi thử áo cưới thì cô chẳng cần nhúng tay vào việc gì cả, rất an nhàn. Lăng Khiên đã đề nghị tổ chức hai hôn lễ riêng biệt dành cho hai giới hắc đạo và bạch đạo, nhưng Nhược Vy một mực không chịu. Như vậy sẽ rất phiền phức, chỉ một hôn lễ thôi
mà thấy chuẩn bị đủ mệt rồi, nói chi là hai cái. Anh thuyết phục mãi, nhưng cuối cùng cô vẫn quyết không chịu nghe. Sao anh viết tên nghị báo kia cứ xem thường em vậy chứ? Em là sát thủ cận vệ rất sắc đó. Lăng Kiên thấy vậy cũng nhếch khóe môi lên. Cả hai cùng lúc gạt cần điều khiển lên. Máy bay ngừng rung lắc, bay thẳng lên cao bằng máy bay của canh tân. Bên đây, Ngô Diêm và Nghị Bảo cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi giết được Joseph và giành lại 8 chiếc máy bay đến Italia, Lăng Kiên đã giao phó toàn bộ cho Ngô Diêm với Nghị Bảo tới địa điểm để giao hàng. Còn anh lại kéo Nhược Vi về khách sạn 5 sao. Màn đêm buông xuống, trong căn phòng tổng thống, cô mệt nhoài ngồi xuống ghế sofa. Lăng Kiên lại ôm cô đặt lên đùi mình. Lúc nãy em có sợ không? Anh dịu dàng hỏi. Nhược Vi dựa đầu vào hõm cổ của anh. Có, em rất sợ. Đó là lần đầu tiên em nhảy xuống máy bay như vậy. Cô không hề giấu giếm anh. Lăng Kiên nhéo chóp mũi của cô. Nếu em mà xảy ra chuyện, anh biết phải làm sao đây hả? Nếu cô mà mất mạng thì anh cũng sẽ tự chôn sống mình. Cô rụi rụi đầu mình vào cổ Lăng Kiên. Em xin lỗi, nhưng em không thể bỏ mặc anh như vậy được. Sau đó, Nhược Vi chủ động hôn nhẹ lên môi anh. Vừa tính buông ra thì Lăng Kiên đã siết chặt eo cô giữ lại. Đổi chủ động thành bị động, anh ngậm lấy đôi môi của cô một cách điên cuồng. Người con gái này quý trọng tính mạng anh như vậy thì hỏi anh làm sao mà buông cô ra đây. Cánh tay rắn chắc của Lăng Kiên ôm chặt cơ thể nhỏ bé của cô, rắn chặt vào thân mình. Hận không thể hòa tan cùng cô. Sau một hồi dây dưa, cả hai mới buông nhau ra. Nhược Vi hít thở khó nhọc, mắt cô đã đỏ ửng lên. Được rồi, em rất mệt, em đi tắm đây. Nói xong, cô liền đứng dậy đi tới phòng tắm. Đột nhiên có một lực đưa tới nhấc bổng cô lên. Anh làm gì thế? Nhược Vi cuống quýt. Lăng Kiên hai tay bế cô lên, nhếch môi. Chúng ta cùng tắm. Chưa kịp phản bác thì cô đã bị ném vào bồn tắm. Chuyện xảy ra sau đó không cần nói thì ai cũng biết. Nhược Vi không biết mình có tắm rửa sạch sẽ được hay không. Chỉ biết ngay đêm hôm đó, cô đã được làm thịt rất sạch sẽ. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Cô cảm thấy xương cốt mình rã rời. Tên sói xám kia hôm qua đã tham lam ăn cô từ nhà tắm tới giường. Nhược Vi khó khăn ngồi dậy thì thấy tên sói xám đang ăn sáng một mình ngon lành mà người phục vụ mang tới. Cô tức giận cầm lấy gối ném thẳng vào anh ta. Lăng Kiên đáng chết, anh là kẻ lưu manh. Lăng Kiên không né mà chỉ ngồi cười cười chụp lấy cái gối. Vị hôn thê của anh ơi, hôm qua anh vẫn chưa ăn đủ, cho nên nay anh phải lấy thức ăn để ăn bù đấy. Cô không ngu ngốc đến mức để không hiểu ý tứ mờ ám trong câu nói kia. Nhược Vi nghiến răng ken két. Trần Lăng Kiên, anh chết đi. Sau đó là hàng loạt cái gối bay thẳng vào mặt Lăng Kiên. Lần này anh ta cũng chẳng tránh mà còn cười ha hả. Nhược Vi sững người trong giây lát. Đây là lần đầu tiên cô thấy Lăng Kiên cười thoải mái như vậy. Anh thấy cô dừng tay liền kéo cô lại ôm vào người. Được rồi, đừng tức giận nữa. Là lỗi của anh, đã làm tối qua em rất mệt. Cô đỏ mặt trừng mắt nhìn anh ta. Tên này sao hôm nay lại thích đùa giỡn như thế không biết. Chọc cô điên tiết đi được mà. Lăng Kiên chỉ cười cười rồi đút cho cô ăn. Nhược Vi sau một hồi tức giận cũng thấy bụng mình cồn cào, liền mở miệng đón lấy thức ăn. Sau khi ăn xong, Lăng Kiên đã đưa cô ngắm thành phố Italia. Nhược Vi thích thú dạo hết những con phố cổ kính của thành phố, đến vòi phun nước giữa quảng trường. Cô muốn tung tiền xu để ước, nhưng lại không có, chỉ có tiền giấy. Còn Lăng Kiên kia thì càng không có, chỉ toàn thẻ với séc. Nhược Vi bực bội trừng mắt nhìn anh. Lăng Kiên bật cười trước bộ dạng trẻ con của cô, liền giơ hai tay đầu hàng. Ồ, anh xin lỗi vì đã không xài tiền xu để ước một ngôi nhà, chỉ dùng một tờ séc để mua vài căn biệt thự thôi, là lỗi của anh. Cô cảm thấy buồn cười trước lời xin lỗi của anh. Tên đáng sợ này không ngờ cũng có khiếu hài hước như vậy. Thấy cô cười, Lăng Kiên ôm eo cô ngồi xuống cạnh hồ vòi phun nước. Tuy không có tiền xu, nhưng anh có một thứ trả cho em. Nhược Vi nhớn mày. Em nhớ anh đâu có mượn em thứ gì đâu. Lăng Kiên cười cười rút từ túi quần ra một chiếc khăn choàng cổ bằng len.
Cô mở to đôi mắt nhìn chân chối vào chiếc khăn kia. Thì ra anh chính là cậu bé đó. Cô nhận ra chiếc khăn len này là của mình. Năm đó lúc cô 6 tuổi, có một cậu bé hình như là người của tổ chức bị thương ngay cánh tay, nằm đau đớn ở sau vườn nhà cô. Nhược Vi thấy vậy đã lấy chiếc khăn choàng trên cổ băng bó vết thương cho cậu bé và dìu cậu ấy xuống phòng y tế của tổ chức. Cậu bé ấy chỉ nhìn cô mà không nói lời nào. Mắt Nhược Vi hơi ướt át. Cô cũng chẳng biết tại sao Lăng Khiên ôm cô, để đầu cô dựa vào ngực mình. Hồi anh 12 tuổi, anh đã được ba mình đưa vào tổ chức Đắc Nai để đào tạo. Trong thời gian huấn luyện, anh gặp xích mích với những đứa trẻ lớn hơn. Một lần chúng đã dùng vũ khí đánh anh bị thương ngay cánh tay. Anh chỉ biết chạy ra khỏi đó và đến khu vườn của ngôi biệt thự trốn. Lúc đó có một cô bé mang mặt nạ đến trước mặt anh và hỏi anh có sao không. Anh thực sự rất cảm động. Đó là lần đầu tiên kể từ khi anh bước vào tổ chức, có một người đã hỏi thăm anh. Cô bé ấy đã lo lắng mà cởi khăn choàng cổ của mình mà băng bó vết thương đang chảy máu. Sau đó lại dìu anh đến phòng y tế. Do mất quá nhiều máu mà anh đã ngất xỉu ngay sau đó, vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn đến cô bé ấy. Sau này anh mới biết cô bé đó đeo mặt nạ ấy chính là con gái của Bót. Khi anh 22 tuổi, cha đã nói với anh là anh có hôn ước với Maria Vương Nhược Vi, con gái của Bót. Em có biết anh vui mừng đến thế nào không? Khóe mắt Nhược Vi đỏ hoe. Lăng Khiên cười cười. Ngoan nào, đừng khóc nữa. Anh còn một thứ muốn tặng cho em. Cô lại tròn xoe mắt nhìn anh. Đột nhiên anh quỳ xuống chân cô, cầm một cái hộp bằng bọc nhung đưa tới trước mặt cô. Lăng Khiên từ từ mở hộp ra, một chiếc nhẫn kim cương nằm bên trong. Nhược Vi kinh ngạc nhìn anh. Anh mỉm cười. Vivi, tuần sau là sinh nhật thứ 18 của em. Dù em đã là vị hôn thê của anh, nhưng anh vẫn muốn hỏi em câu này. Maria Vương Nhược Vi, em đồng ý lấy anh chứ? Tim cô dường như muốn nhảy ra ngoài, nước mắt đã chảy xuống. Đây là giây phút hạnh phúc nhất đời cô. Nhược Vi gật đầu. Em đồng ý. Lăng Kiên vui sướng đeo nhẫn vào ngón tay cô và hôn lên môi cô. Nhược Vi quàng tay qua cổ anh, thốt ra lời từ đáy lòng mình. Lăng Khiên, em yêu anh. Một tuần sau đó, mọi người ai cũng tấp nập chuẩn bị cho hôn lễ. Đây là lễ kết hôn của ông trùm giới hắc đạo Bạch Đạo, tất nhiên là không thể tầm thường được, phải nói là xa hoa mới đúng. Lăng Khiên đã chọn lâu đài Roya làm nơi tổ chức và cũng là nơi hai người sẽ sống sau này. Từ hoa, nến, bánh, bàn ghế, thức ăn, thức uống, này cả cái dĩa cũng phải được lựa chọn kỹ càng và hoàn mỹ. Tất nhiên là những việc này được đẩy hết cho Nghị Bảo và Ngô Diêm. Hai người được giao sứ mệnh vô cùng cao cả, đó là tổ chức hôn lễ. Sau khi nghe tin này, Nghị Bảo đã muốn đập đầu tự tử tại chỗ. Một thiên tài về vũ khí như anh ta mà phải đi lựa hoa với nến sao? Giết chết anh ta luôn đi. Còn về Ngô Diêm thì may mắn thoát được vụ đó, chỉ được giao trọng trách an ninh trong hôn lễ thôi. Nhược Vi của chúng ta thì vô cùng thảnh thơi. Ngoài việc đi thử áo cưới thì cô chẳng cần nhúng tay vào việc gì cả, rất an nhàn. Lăng Khiên đã đề nghị tổ chức hai hôn lễ riêng biệt dành cho hai giới Hắc Đạo và Bạch Đạo, nhưng Nhược Vi một mực không chịu. Như vậy sẽ rất phiền phức, chỉ một hôn lễ thôi mà thấy chuẩn bị đủ mệt rồi, nói chi là hai cái. Anh thuyết phục mãi nhưng cuối cùng cô vẫn quyết không chịu nghe. Lăng Khiên đành chiều theo ý cô mà tổ chức một buổi cho cả hai giới Hắc Đạo và Bạch Đạo. Kết quả là ngày hôn lễ diễn ra đã tới. Nhược Vi hớn hở khoác trên mình chiếc đầm trắng của cô dâu. Đây quả thực là ngày hạnh phúc nhất đời cô. Lăng Khiên mặc lễ phục dẫn cô vào lâu đài trên thảm đỏ. Khi mọi việc đã diễn ra đều tốt đẹp, linh mục chuẩn bị đọc lời tuyên thệ thì phía dưới chiến tranh bùng nổ giữa hai giới Hắc Bạch Đạo. Chỉ vì do một tên trùm buôn bán vũ khí nào đó lỡ chiều hoa ghẹo nguyệt cô vợ của tên trùm buôn bán dầu lửa, sau đó xảy ra xích mích. Người trong giới Hắc Đạo đầu dễ dàng để người của phe mình thua, thế là họ ra mặt. Bên giới Bạch Đạo cũng không nhường nhịn ra mặt cho tên đầu lửa kia. Và kết quả là như ai cũng nhìn thấy, hai bên bùng nổ chém giết loạn xạ. Nhược Vi khóc ròng muốn đập đầu xuống đất. Ai bảo cô không nghe lời Lăng Khiên chứ. Bây giờ thì hay rồi, hôn lễ đáng mơ ước của cô đã trở thành cuộc chiến đẫm máu lãng xẹt nhất đi vào lịch sử giới Hắc Bạch Đạo.
Lăng Kiên cũng đã đoán trước được phần nào, biết ngay là không thể để hai giới xích lại gần nhau mà. Anh lập tức giục linh mục hoàn thành nốt, sau đó là huy động lực lượng giải tán đám đông trước khi xảy ra án mạng. Thế là Nhược Vi của chúng ta đã có hôn lễ vô cùng cực kỳ đáng nhớ. Ai bảo cô yêu nhầm tên trùm giới Hắc Bạch Đạo chứ. Nhược Vi đã từng nghĩ làm con gái của Bót đã rất phiền phức lắm rồi, nhưng mà cô hoàn toàn đã sai. Làm vợ của tên Trần Lăng Khiên kia còn kinh khủng hơn. Nếu trước đây cứ một năm là cô bị bắt cóc một hai lần, thì bây giờ chỉ trong vòng một tháng mà cô đã bị bắt cóc tới ba bốn lần. Tất nhiên là Nhược Vi không hề sợ bọn họ. Cô là ai chứ? Là sát thủ cận vệ kia mà. Cô có thể tự thoát ra được. Nhược Vi chỉ ghét bị làm phiền thôi. Cô cực kỳ ghét bị làm phiền. Có một lần cô bị một bọn buôn lậu ma túy bắt cóc. Nhược Vi bực mình hét lên với tên bắt cóc mình. Cái tên điên kia, lần sau muốn bắt cóc thì cứ đàng hoàng tới trước mặt ta mà bắt. Ta có chống cự đâu chứ. Đừng có mà chơi bịt thuốc mê sau lưng kiểu đó. Người có biết là ta đang ăn kem không hả? Làm tên bắt cóc kia cứng họng nửa giờ đồng hồ. Lăng Khiên lúc đầu cảm thấy lo lắng trước tình hình này, nhưng mà sau vài lần thấy Nhược Vi chẳng sao cả mà còn dễ dàng trốn khỏi bọn nguy hiểm đó, nên anh cũng chẳng quan tâm nữa. Đến nỗi bọn bắt cóc gọi điện đến để trao đổi, anh cũng chẳng buồn để ý. Chủ nhân, phu nhân bị bắt cóc rồi. Tên buôn bán vũ khí đó đòi chúng ta nhường đường dây bên Trung Đông lại cho hắn. Ngô Diêm vừa nghe điện thoại xong vừa lo lắng nói. Lăng Kiên vẫn ung dung lật tài liệu. Mặc kệ chúng đi. Ngô Diêm ngạc nhiên nhìn anh. Nhưng mà phu nhân thì sao ạ? Chẳng lẽ chủ nhân không quan tâm sao? Mắt của Lăng Kiên vẫn dán vào tờ giấy, rất thản nhiên nói. Yên tâm, tối nay trước bữa cơm tối cô ấy sẽ về. Nhược Vi cảm thấy bực mình trước sự thờ ơ của Lăng Kiên. Cô quyết định làm một cuộc cách mạng. Thế là một ngày kia, Nhược Vi liều mình bước vào trại mafia, yêu cầu họ bắt cóc mình và gọi điện đòi căn cứ chế tạo vũ khí của Lăng Kiên. Lúc vừa nghe xong, bọn người trong đó cầm rớt hết cả xuống đất, đứng hình vài giây. Lần này nghe tin Nhược Vi bị bắt, Lăng Kiên cũng vẫn bình thản như mấy lần trước, nghĩ là cô trước sau gì chẳng thoát ra được. Nhưng một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, anh cảm thấy có gì đó không ổn. Lập tức phái người liên tục tìm kiếm, rà soát tất cả khu vực nhưng không tìm thấy. Do thiết bị GPS cũng chẳng thấy đâu, Lăng Kiên thực sự phát điên. Thế là lũ vệ sĩ, ngay cả Ngô Diêm và Nghị Bảo cũng bị đi tìm khắp nơi chia ra tìm kiếm. Chủ nhân đã ra lệnh, không tìm thấy phu nhân khỏi nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Và thế là có một đám người không ăn không ngủ phải bành mắt, giang chân ra lục soát mọi ngõ ngách con hẻm trên toàn thế giới. Cuối cùng, ông trời cũng không phụ lòng người. Bọn Ngô Diêm và Nghị Bảo cũng đã thấy tia hy vọng, còn được nhìn thấy mặt trời. Lăng Kiên lập tức cùng hai người bọn họ và đám vệ sĩ bay qua trại mafia bên Ý. Họ vừa đánh ập vào bên trong thì đã được chứng kiến một cảnh tượng cực kỳ dễ nổi điên. Moria Vương Nhược Vi, à không, là nữ chủ nhân của họ, đang ngồi tụ tập đánh bài cùng với mấy nhóc mafia. Bọn Ngô Diêm và Nghị Bảo tức hộc máu. Họ đã không ăn ngủ ở ba ngày, bán sống bán chết tìm ai kia, mà bây giờ Nhược Vi vừa trông thấy họ, không những không lo lắng hay sợ hãi mà còn vẫy tay cười tươi như hoa. À, Lăng Kiên, Ngô Diêm, Nghị Bảo, ba người đến rồi à? Hơi trễ đấy. Nhưng không sao, nhanh lên, mau qua đây, bọn em đang thiếu tay. Cả đám người muốn cắn lưỡi chết tại chỗ. Họ cảm nhận luồng khói mù mịt bốc ra từ đầu chủ nhân, một sự u ám đến giận người. Nhưng Nhược Vi thì không hề để ý đến, vẫn tiếp tục hăng hái chia bài. Gân xanh đã nổi trên trán Lăng Kiên, bàn tay anh siết chặt. Moria Vương Nhược Vi, em chết chắc rồi. Anh gầm lên, hình như có người nào đó vẫn không hề nghe thấy, vô cùng tập trung vào ván bài. Nổi điên rồi. Chắc chắn chủ nhân tàn bạo của họ đã nổi điên rồi. Lăng Kiên đi tới đám người đang tụm năm tụm bảy kia như một con quái vật đang bắt mồi. Anh dùng một tay túm lấy Nhược Vi, lôi sành sạch ra ngoài. Cô đang hăng sức đánh bài mà bất ngờ bị lôi ra, liền gào khóc. Không được, Lăng Khiên, buông em ra, em sắp thắng rồi mà. Em sắp hốt tiền của bọn họ rồi, đừng nhẫn tâm lôi em ra chứ. Cô vươn hai cánh tay cố níu kéo nhưng vô dụng, cuối cùng vẫn bị sức mạnh to lớn của Lăng Khiên lôi ra khỏi chỗ đó.
Đám nhóc mafia trong đó vô cùng mừng rỡ vì chỉ chậm một phút nữa thôi, cô đã ăn hết tiền của họ. Nhược vi của chúng ta sau khi bị đưa đi thì vô cùng đáng thương. Vào trong máy bay, được ngồi đối diện với hai tên đàn ông bốc khói nghi ngút trên đầu và một tên đàn ông ngồi bên cạnh mặt đằng đằng sát khí. Một bầu không khí im lặng đến giận người. Nhược vi cúi gằm mặt xuống không dám đối diện với bốn con mắt hình viên đạn kia. Cắn cắn cánh môi, cô từ ớn lạnh chuyển sang mồ hôi đầm đìa. Dù đang ngồi trong phi cơ riêng có máy lạnh, nhưng Nhược Vi cứ nóng lạnh liên tục. Cô thừa biết là cuộc cách mạng của mình lần này hoàn toàn thành công rồi. Lăng Khiên cũng đã lo lắng đi tìm cô, và cô cũng biết rằng lần này mình chết chắc rồi. Thế là ngay đêm hôm đó, vừa về tới lâu đài Roya, Nhược Vi đã bị sói xám ăn thịt nấu chín, đem lên đĩa rồi nhai nuốt một cách tàn bạo nhất. Hậu quả là tới chiều hôm sau, cô mới có thể tơi tả rời khỏi giường. Không chỉ có thế, cũng từ đêm hôm đó, Lăng Khiên gần như lấy dây thừng trói cô vào người mình. Xui xẻo hơn là Nhược Vi vừa mới tốt nghiệp, cuối cùng là bị dính chặt vào Lăng Khiên, không cho rời nửa bước. Có vẻ như cuộc cách mạng của cô đã đả kích khá lớn, mang lại hậu quả không lường. Sự kết hợp giữa một ông trùm xã hội đen và một sát thủ cận vệ thì sẽ thành gì? Đó là một tên trộm, chính xác là một siêu trộm. Trần Mạc Long, đứa con trai đầu lòng của Nhược Vi và Lăng Khiên, từ khi lọt lòng, cậu đã thừa hưởng được vẻ đẹp của mẹ và trí thông minh tuyệt đỉnh của cha. Khi Mạc Long bắt đầu lên 4 thì cả lâu đài thường xuyên mất đồ liên tiếp. Từ những vật dụng rất đỗi bình thường đến cả những bảo vật vô cùng giá trị đều bị mất tích một cách kỳ lạ. Cả Nhược Vi và Lăng Khiên cảm thấy rất khó hiểu. Tại sao trong lâu đài được bảo mật chặt chẽ như thế lại có trộm được? Một lần, Nhược Vi sắp xếp tủ đồ của con trai mình thì mới phát hiện tất cả đồ đã bị mất cắp đều bỏ vào trong này. Từ những bức tranh đến những đồ cổ quý giá, quan trọng hơn là cả cây súng K5000 vừa được chế tạo của Lăng Khiên cũng bị Mạc Long lấy bỏ vào trong này. Nhược Vi sau một hồi kinh ngạc lập tức gọi điện thoại cho Lăng Khiên. Thế là buổi tối hôm đó, Mạc Long bị anh lôi ra la mắng, giảng giải cho một trận. Cậu chỉ biết chui rúc vào lòng mẹ mà trốn. Tuy bị la mắng, nhưng kết quả là lâu đài vẫn bị mất đồ và thủ phạm là Trần Mạc Long. Sau khi tốn nước bọt, dùng cả roi đòn mà cũng chẳng thay đổi được đứa con trai bướng bỉnh của mình, Lăng Khiên và Nhược Vi đành bó tay. Nhưng đâu phải chỉ có vậy. Khi Mạc Long lớn hơn, lúc cậu 10 tuổi, cũng là lúc những báu vật quý giá trên toàn thế giới thường xuyên bị mất cắp, không để lại dấu vết nào, khiến cho các cảnh sát phải vò đầu bứt óc điều tra. Điều kỳ lạ là một tuần sau đó, các báu vật đều trở về nguyên trạng mà không có dấu tích nào. Nhược Vi thấy tình hình không thể tiếp diễn nên đã la con trai mình. Mạc Long, ăn trộm là xấu, con không được ăn trộm như thế. Mạc Long vẫn ngây ngô ngồi mút kẹo, ngước mắt lên nhìn mẹ. Thế mẹ có bỏ đua xe mô tô được không? Tất nhiên là không, đó là sở thích của mẹ. Cô nhớn mày trả lời, cậu bé chớp chớp mắt. Thế Mạc Long cũng không thể bỏ được, đó là sở thích của con mà. Nhược Vi nhăn mặt, không được, ăn trộm là xấu. Nhưng mà đua xe vượt đèn đỏ cũng là xấu mà mẹ. Cậu bé mở to đôi mắt đen láy nhìn mẹ. Nhược Vi chỉ biết câm nín mà khóc trong lòng. Cô không thể nào lý sự được với đứa con trai của mình. Ai biểu Mạc Long sinh ra từ một sát thủ và một xã hội đen chứ?